Câu trả lời của công an đó là theo em đây là kiểu hình tượng ẩn dụ hai người đang bên cạnh nhau với một sự gắn kết mãnh liệt. Nhân sâm Canada ngoài tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe thì còn có một tác dụng rất lớn trong việc cải thiện tăng cường chức năng sinh lý. Honey tiếng Anh là cách gọi trìu mến và kiểu như là giữa hai hai người nam và người nữ yêu nhau, người ta gọi với nhau. Vì vậy nhân sâm Canadian Vita là phải có một nửa để yêu thương chứ không thì hơi căng. Đó là một cái câu trả lời được chị Jenny Trần là chấp nhận, là một cái câu trả lời dường như là đúng, rất là đúng luôn. Nhưng mà thật là tiếc cho Tâm An, bởi vì Tâm An là nhân viên của công ty Jen Linh là Canadian Vita, cho nên là bạn không có được nhận cái phần thưởng. Thật là tiếc đúng không mọi người? Nhưng mà Tâm An sẽ là cái người sẽ lên công bố cái giải thưởng. Tâm An sẽ nhận một cái trách nhiệm là lớn hơn, đó là lên công bố giải thưởng. Bởi vì nếu mà Tâm An mà nhận giải thưởng thì mọi người sẽ nghĩ là Tâm An đi cửa sau. Cho nên là hôm nay là Tâm An bị phải lên để mà công bố giải thưởng. Thì mình nói sơ về cái giải thưởng mà chị Jenny đưa ra. Đó là giải giải rất là đặc biệt, giải nhất rất là đặc biệt là một cái bình rượu hoa sâm ở phía sau sau lưng của mình đây nè mọi người. Đó. Cái bình rượu hoa sâm 5 lít này có một cái giá trị cũng rất là đặc biệt, thì sẽ dành tặng cho một cái bạn có một cái câu trả lời đặc biệt trong ngày trong cái câu trả lời đó, và còn thêm ba giải thưởng nữa thì dành cho một bạn nam. Đó là một hộp Formula for Men. Đây là một cái hộp mà sinh lý dành cho sinh lý nam, tăng cường sinh lý nam được Bộ Y tế Canada cấp phép và hiện đang được bán rất là mạnh ở Mỹ và ở Canada. Thì hiện nay đây là một cái sản phẩm đang được xách tay về Việt Nam, được chính tay chị Jenny xách về. Và đang có giá là 1.690.000 dành cho một cái câu trả lời cũng rất là đặc biệt của một bạn nam. Và còn đặc biệt hơn nữa, đó là hai phần thưởng dành cho hai câu trả lời cũng là đặc biệt của hai bạn nữ. Đó là mỗi mỗi câu trả lời sẽ được một hộp. Cái này mọi người biết là gì không mọi người? Cái này là sâm bột nha. Cái hộp này nó rất là xịn sò luôn, nó là đến 150 gram, là trị giá của cái hộp sâm bột này là 1.800.000 đồng. Mọi người thấy có hào hứng không mọi người? Có cảm thấy cái phần thưởng này nó quá là tuyệt vời không mọi người? Thì chị Jenny tuy là không có thường xuyên tương tác ở trong Zoom, nhưng mà chị theo dõi mọi người rất là nhiều, chị đứng từ xa và chị theo dõi mọi người. Cho nên đó là tất cả các anh chị khi vào trong Zoom mình cũng đừng có bỏ lỡ những cái hoạt động của Canadian Vita. Thì giống như ngày hôm trước có rất là nhiều chị em là sau khi có tại vì có trong trong cái group của mình tới 1.000 người là mọi người, nhưng mà có khoảng 20 anh chị em đã trả lời câu hỏi thôi, thì thật sự là rất là tiếc không mọi người. Nếu mà khoảng 100 người trả lời câu hỏi thì biết đâu được hôm nay mình sẽ có 50 phần thưởng nha mọi người ha. Ok, bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, bây giờ chị xin mời cái người mà đạt giải nhất nhưng mà bị trượt lên sân khấu, Tâm An nha em. Dạ, em cảm ơn chị Thúy. Tuy là hôm nay thì em chưa được nhận giải thưởng từ chị Jenny, nhưng mà em cũng rất là vinh dự được thay mặt PTP Chen Linh, đại diện nhãn hàng Canon Vita lên công bố các anh chị đã trúng trả lời đúng nhất và sát nghĩa nhất câu hỏi từ chị Jenny đã đưa ra vào ngày 6 tháng 5.
Thì không biết là các anh chị mà đã tham gia trả lời câu hỏi á, thì mình đã ở trong Zoom hết chưa? Thì em nhờ các anh chị là share đường link để một số anh chị chưa kịp vô á, thì mình có thể làm nhanh chóng vô để nghe đến T biết đâu được á, thì là chúng ta lại nghe thấy tên chúng ta là chúng được may mắn trúng giải như cái giải thưởng mà chị Thúy vừa chia sẻ với chúng ta là rất là giá trị luôn. Và trước hết á, thì em rất là cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình tham gia trả lời câu hỏi từ chị Jenny. Và những cái câu hỏi ở trên group như vậy một ngày á, là có rất là nhiều những cái tin nhắn trôi đi như thế. Vì vậy á, là em rất là chân thành cảm ơn các anh chị đã cập nhật thông tin, gọi là từng phút từng giờ thì mình mới có thể nắm được những cái thông tin như vậy. Bởi vì là tin nhắn nó rất là nhiều và trôi đi. Vì vậy là những anh chị mà đã tham gia trả lời á, thì em xin chân thành cảm ơn. Và trước khi mà công bố giải thưởng á, thì như ý nghĩa về cái đáp án đúng nhất á, thì chị Thúy vừa nãy á, thì có nói rồi, thì em xin đọc một số những cái bài mà câu trả lời từ các anh chị đã trả lời câu hỏi của chị Jenny. Đây em thấy của chị Trần Đinh trả lời là ý nghĩa đây, ý nghĩa mà của hình hai củ sâm. Em xin phép share cái màn hình hình ảnh cái trên cái củ sâm mật ong. Thì chị Jenny có hỏi chúng ta là về cái ý nghĩa của cái hai hình hai củ sâm trên cái hũ mật ong như này thì có ý nghĩa gì, và có biết vì sao mà lại nhãn hàng Canon Vita thì lại đặt cái hình củ sâm như thế này không? Thì em đã nhận được và em tổng hợp tất cả các câu trả lời của anh chị trên group, và em xin trích dẫn ra một số những cái câu trả lời mà tương tác mà em thấy là nó có rất là nhiều đa tầng nghĩa để các mọi người tham khảo. Từ chị Trần Đinh thì chị có trả lời rằng là đây là ý nghĩa là hạnh phúc mỗi ngày, cha mẹ đều vui, mạnh như hổ, khỏe như rồng, ngọt đắng cùng sâm, gia đình gắn kết, sức khỏe bền lâu. Tuy rằng thì là cái câu trả lời này á, nó không có đúng như là cái ý nghĩa thực sự, nhưng mà em thấy là nó rất là có ý nghĩa khi mà chúng ta dùng những cái hũ sâm, nhân sâm này để mà gắn kết thêm cái tình cảm gia đình và tăng cường cái sức khỏe của mọi người. Và của chị Nguyễn Hoài thì chị có nhắn rằng là hình củ sâm này thì giống một nam một nữ với lời nhắn hãy yêu thương chăm sóc sức khỏe của những người thân yêu khi họ còn có mặt ở trên đời này với bạn. Thì cái này thì em nghĩ là cũng là một câu trả lời rất là ý nghĩa luôn. Bởi vì là ngoài cái tình yêu nam nữ ra thì chúng ta còn có gia đình, người thân, bạn bè, và đó cũng là những người cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Chị Ngọc Anh Leona thì có nói rằng là em thì nhìn ra hình ảnh con hổ dũng mãnh đang chạy qua một cái cây hay một tảng đá gì đó. Thực sự là đây là cũng là một cái câu trả lời mà rất là sáng tạo. Chị Hiền Em thì có nhắn rằng trả lời rằng là theo em ý tưởng này có nghĩa là khi bạn nhận được hộp mật ong nhân sâm quý từ nhà cung cấp, cũng như tình yêu ngọt ngào của người yêu dành cho bạn, nhà cung cấp đã đặt tâm huyết của mình giúp người dùng được khỏe mạnh và vui vẻ như hai củ sâm hình nhân, luôn vui vẻ và hạnh phúc kia. Đó, thì tất cả những cái câu trả lời của anh chị á, là em thì được giao trọng trách và em đã xem lại rất là cẩn thận, cũng như là xem xét kỹ lưỡng lại ý nghĩa, đa tầng nghĩa. Thì cái tiêu chí á, mà để bên em chấm giải á, thì ngoài cái việc mà mình trả lời đúng trong cái khung thời gian mà chị Jenny đưa ra, thì nhãn hàng sẽ đánh giá cao về là cái sự sáng tạo, đầu tiên là sát nghĩa, có một phần ý nghĩa đúng, thứ hai là sự sáng tạo, thứ ba nữa là câu trả lời truyền cảm hứng nhất để chạm đến cái cảm xúc của người xem. Thì em sẽ xin công bố cái anh chị mà được trúng giải theo cái tiêu chí này. Tuy nhiên là trước hết thì em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị, là tất cả các câu trả lời thì em thấy là đều có một phần ý nghĩa đúng, tuy nhiên thì cái số lượng phần thưởng thì chỉ có hạn thôi, nên là em cũng xin phép các anh chị là em lựa chọn những câu trả lời mà theo em, theo tiêu chí của em là phù hợp nhất. Còn những anh chị mà chưa may mắn trúng giải thì các anh chị hãy tiếp tục cập nhật những thông tin ở trên nhóm Zalo cũng như là nhóm cộng đồng Groppy Garden Vita nhé. Bởi vì là theo em được biết và em cũng bật mí luôn là từ giờ trở đi thì sẽ có rất nhiều những chương trình câu hỏi và cái dạng mini game dạng như thế này
Và phần thưởng sẽ không giới hạn hoặc là cũng không có cố định là sẽ phần thưởng thế nào, mà sẽ tùy theo các bên chiến lược ở bên các anh chị ở bên PTP là sẽ tặng quà cho chúng ta. Ví dụ như là như phần quà như vừa nãy chị Thúy có chia sẻ là một phần quà một bình rượu sâm là trị giá là đến 5 triệu đồng, là cực kỳ là giá trị luôn. Vì vậy là các anh chị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác ở trên nhóm để chúng ta được có thể tham gia vào những chương trình tiếp theo nhé. Em xin phép được đầu tiên em xin phép được chúc mừng anh có nickname ở trên cái group Facebook cộng đồng Robby của chúng ta, đó là anh Handmade. Thì em cũng thực sự là em cũng chưa biết tên của anh là gì, nhưng đây thì anh có trả lời ở trên cái cộng đồng ở trên này thì là đây là câu trả lời sớm nhất, nhanh nhất khi mà bài viết đầu tiên của chị Jenny đưa lên ở trên group. Thì ngay lập tức là bởi vì Zalo thì chị Jenny đăng lên trước và cái group cộng đồng thì Jenny đăng lên sau, vào cái giờ là khung giờ cũng rất là khác giờ, nhưng mà anh là người comment nhanh nhất và cũng có một phần ý nghĩa đúng nhất, đó là ngọt, anh Handmade có comment là ngọt ngào như là tình yêu đôi lứa. Thì em sẽ share cái màn hình của anh, câu trả lời của anh Handmade vào đây. Thì em thấy rằng là ngoài như chúng ta, ngoài cái việc mà chúng ta tương tác câu trả lời đúng sai á, thì nhà cung cấp cũng sẽ đánh giá rất là cao cái tinh thần mà tương tác của các anh chị. Tức là mình trả lời là khi mà câu hỏi như thế này ra là hoàn toàn là anh cũng chưa biết là cái phần thưởng giải thưởng là như thế nào. Nhưng mà em thì đánh giá rất là cao, bởi vì những cái bài viết khi mà chị Jenny đăng lên ấy, thì anh là ngay lập tức là đã hưởng ứng và tương tác đầu tiên luôn. Vì vậy là anh Handmade là sẽ nhận được, tại vì em có nhìn thấy cái hình này á, là cái hình nón bảo hiểm của Nam, nên em đoán là đây là anh, và em cũng không chắc có phải là anh không. Thì nếu mà anh Handmade á, có đang ở trong Zoom của mình á, mà anh đây là cái nick ở trên group cộng đồng, thì em nhờ anh giơ tay lên, tại vì anh đã chọn để người được nhận một cái bình rượu sâm trị giá 5 triệu từ nhãn hàng Canon Vita. Thì xíu nữa nếu mà anh có trong Zoom á, thì em sẽ mời anh chia sẻ một chút. Đây là em chia sẻ về phần thưởng đầu tiên là dành cho anh Handmade. Nếu anh có thì em nhờ anh giơ tay trên Zoom xíu nữa, thì em đang xem màn hình em chưa nhìn thấy. Xíu nữa khi mà đến phần chia sẻ xong rồi á, thì em sẽ mời anh chia sẻ một chút về cái một số những cái cảm nghĩ của anh về khi mà mình biết về cái nhãn hàng nhân sâm này như thế nào nhé. Rồi phần thưởng thứ hai thì em sẽ xin phép share cái câu trả lời mà người trúng thưởng thứ hai. Đây, ở trên đây là một anh Phan Công Danh ở trên Zalo của chúng ta, trên cái group Zalo. Thì anh, em xin phép được đọc câu trả lời của anh Phan Công Danh. Anh Phan Công Danh trả lời về ý nghĩa của hai củ sâm. Đó là khi trồng hai củ sâm lên nhau thì nó tượng trưng cho sự phát triển, tăng trưởng về mặt sức khỏe và may mắn. Nó được coi là biểu tượng của sự giàu có, đem lại may mắn và tài lộc. Ngoài ra, việc trồng hai củ sâm lên nhau còn có thể tượng trưng cho sự kết nối giữa hai người, hai vật, hai nơi hoặc hai tình yêu. Việc kết nối này có thể đại diện cho sự ổn định, cân bằng và hòa hợp trong tình cảm, cuộc sống và công việc. Thì em cũng xin đánh giá đây là một câu trả lời mà em thấy là cũng đầy đủ ý nghĩa và sát nghĩa đối với lại câu trả lời của ý nghĩa thực sự của lũ củ sâm mật ong. Vì vậy là đây anh Phan Công Danh thì em... ở đây thì em đoán được là anh đây là có thể là một anh nam. Vì vậy là phần thưởng dành cho anh trong câu trả lời này thì anh sẽ được nhận một hũ sâm từ chị Jenny và chị Thúy rằng tặng, một hũ sâm viên men formula trị giá 1.690.000 từ chị Thúy và chị Jenny dành tặng cho anh nhé. Nếu anh Danh có ở trong Zoom thì em cũng mời anh Danh giơ tay dùm em, xíu nữa thì em sẽ nhờ anh chia sẻ một chút cảm nghĩ nhé.
Rồi chúng ta đến với phần thưởng tiếp theo. Đây, phần thưởng tiếp theo của chúng ta. Phần thưởng tiếp theo thì em xin chúc mừng chị Điệp Phùng. Chị Điệp, em xin đọc, xin phép đọc câu trả lời của chị Điệp Phùng là: theo em, hình ảnh hai củ sâm, nhân sâm trồng lên nhau trên lọ mật ong nhân sâm thể hiện cho tác dụng hoàn hảo tuyệt vời đến mức không thể tuyệt vời hơn. Nhân sâm mang tính hàn kết hợp mật ong mang tính nhiệt, cũng giống như vũ trụ vậy, để cuộc sống hoàn hảo con người cần phải có cặp, có đôi, có nam, có nữ, đại diện cho hai thế giới nóng và lạnh. Trời đất có âm, có dương mới hài hòa, tất cả làm nên một vũ trụ kỳ diệu và hoàn hảo. Cũng từ cái sự kết hợp hoàn hảo đó mà tạo ra một sức mạnh diệu kỳ cho tâm trí lực, thân tâm trí của con người. Tâm trí ở đây là thông thái về trí tuệ, tinh thần sảng khoái, minh mẫn, tập trung trong trí nhớ. Lực ở đây chính là sức khỏe, là thân xác. Một con người muốn có hạnh phúc, cân bằng trí huệ thông suốt thì phải thống nhất và khỏe mạnh cả về thân, tâm trí. Cả ba điều này đều có được khi sử dụng nhân sâm mật ong Canon Vita. Mật ong, nhân sâm mật ong Canon Vita giúp cân bằng thân, tâm trí. Thì em cũng xin chúc mừng chị, thì em đánh giá đây là một câu trả lời rất là sâu sắc, nó có đa tầng nghĩa và cũng rất là đúng khi mà chúng ta, chị nói rất là đúng cái ý nghĩa là nhân sâm thì mang tính hàn và kết hợp với mật ong mang tính nhiệt thì tạo ra một cái sản phẩm nó rất là cân bằng về dưỡng chất cho chúng ta. Và khi mà chúng ta có sức khỏe tốt thì cái tâm của chúng ta hoặc là về bên trí của chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Và em xin chúc mừng chị Điệp, thì chị Điệp sẽ nhận được phần thưởng là một hũ bột nhân sâm Canon Vita trị giá 1,8 triệu. Nếu chị Điệp có trong Zoom thì em cũng mời chị Điệp giơ tay luôn ạ. Em xin phép đến với lại một phần thưởng cuối cùng. Một phần thưởng cuối cùng thì câu trả lời là đây, ở đây thì là của chị Phương Anh. Của chị Phương Anh thì câu trả lời của chị thì em thấy nó rất là sáng tạo. Em xin phép được đọc câu trả lời của chị Phương Anh là: xoay ngược lại ra hình đầu con hổ đang gầm để chứng minh về sức mạnh. Xoay dọc là hình khiêu vũ của một nam một nữ, xoay về hình hiện tại là một nam một nữ yêu thương nhau. Ý nghĩa hãy chăm sóc mình khỏe mạnh để mình có thể bảo vệ, yêu thương, chăm sóc những người thân yêu của mình. Cái ý nghĩa cuối cùng, câu trả lời, cái phần ý nghĩa của chị ấy, là chị nói rất là đúng về cái, đây là cũng làm cái ngụ ý của bên nhãn hàng là chúng ta là sẽ có một nam, một nữ, tức là có hai người để yêu thương, chăm sóc nhau như là những cái người thân yêu của mình. Tuy nhiên thì chị Phương Anh rất là sáng tạo khi mà chị có thể xoay ngược lại cũng như là xoay ngang, xoay dọc, thì em cũng đánh giá là một câu trả lời có phần sáng tạo và cũng là một cái góc nhìn khác để chúng ta có thể nhìn rộng ra từ những cái ý nghĩa thực sự của củ sâm. Và em cũng xin chúc mừng chị Phương Anh. Chị Phương Anh cũng nhận được một hũ mật bột nhân sâm Canon Vita trị giá 1,8 triệu từ chị Jenny. Và nếu chị Phương Anh có trong Zoom thì em xin mời chị Phương Anh giơ tay, thì em sẽ có thể mời chị Phương Anh chia sẻ một chút cảm nghĩ về cái khi mà mình trả lời câu hỏi này nhé. Em đã thấy có anh Handmade giơ tay đây rồi. Anh Handmade ơi, em có bật tiếng cho anh rồi á, thì anh có thể là chia sẻ một chút giao lưu với em được không ạ? Anh Handmade, em chưa thấy anh mở ca. Anh mở ca ngay nay. Ok. Xin chào mọi người. Dạ, em chào anh. Anh ơi, em xin chúc mừng anh. Thì anh là Nick Handmade ở trên Facebook đúng không ạ? Đúng rồi anh. Dạ, anh có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Sống ở quận 7. Dạ. Cho em hỏi một chút là
cái cơ duyên nào á để anh có thể biết đến cái Zoom của bên nhãn hàng ở bên Canon Vita không ạ? Đây, mình xài xăm khoảng một năm rồi đó, nên mình theo dõi nên mình biết. Dạ, thì nếu mà anh đã sử dụng sâm được một năm rồi thì anh có thể là chia sẻ với mọi người một chút về là anh đang sử dụng dòng sâm nào và anh thấy là cái lợi ích và sức khỏe từ nhân sâm mà mang đến cho anh như thế nào ạ? Thì mình sử dụng cái loại viên á, hộp viên khoảng 2 tháng thì mình thấy rất là khỏe, rồi mình mua cho ba mẹ ruột mình sử dụng. Mấy người lớn rất là thích nên mình thấy rất là ok, nên mình cứ tiếp tục với gia đình mình uống. À, cả gia đình mình sử dụng sâm luôn à anh? Đúng rồi. Dạ. À, cả gia đình sâm mà sử dụng dòng sâm viên. Đúng rồi. Dạ. À, thì nếu mà hôm nay thì tại vì anh là người đầu tiên mà tương tác ở trên group cộng đồng ở trên Facebook, vì vậy thì em có gọi là cái được chị Jenny giao trọng trách là quyết định chọn, và em đã quyết định chọn anh. Thì không biết là anh có khi mà nhìn củ sâm như vậy thì tại sao anh lại nghĩ rằng là anh lại đưa ra câu trả lời như vậy ạ? Tại thường thì nhân mật ong là nó tốt cho mình sức khỏe. Dạ. Mình nghĩ sâm rồi mật ong nữa mình sẽ sức khỏe hơn, chứ mình thấy hai củ sâm thì mình nghĩ nó ngọt ngào rồi sức khỏe để mình nói. Tình yêu ngọt ngào như tình yêu đấy, đó là chợt mình nghĩ ra, mình comment vậy thôi. Dạ. À, em đã thấy là chị Thúy đã để sẵn một cái bình rượu sâm phần thưởng của anh lên trên chỗ bàn của chị Thúy kia rồi, thì cũng rất là may mắn là anh thì cũng ở quận 7, vì vậy là cái việc vận chuyển cái bình rượu sâm này đến cái địa chỉ của anh thì chắc là cũng không phải là khó khăn lắm. Thì khi mà anh nhận được bình rượu sâm như thế này thì anh sẽ có thêm những cái trải nghiệm mới là có thể ngọt ngào hơn cái hũ mật ong nhân sâm anh nhá. Và một lần nữa em xin chúc mừng anh. Và anh ơi, nếu mà em có góp ý một chút là nếu mà lần sau mà anh có tham gia trả lời câu hỏi gì trên group thì anh đừng hỏi câu trả lời là phải không chế, thì mọi người sẽ dễ gây hiểu lầm là anh là người nhà hoặc là có quen biết với lại bên nhãn hàng nhân sâm Canon Vita. Dạ. Tại mình cũng dân miền Tây á, mình cứ nghĩ là mình hay người lớn của mình hay sử dụng chế. Dạ. Tại vì là đến là bây giờ em nãy anh nghe giới thiệu thì em mới biết là tên anh là tên Nam, chứ còn em cũng chỉ biết cái nickname của anh là anh Handmade thôi, và cũng muốn để cho anh bất ngờ, vì vậy là đến ngày hôm nay thì mới công bố, và rất là bất ngờ thì anh cũng có ở trong Zoom. Thì em một lần nữa em xin chúc mừng anh nhé, và phần thưởng sẽ được gửi đến anh trong thời gian sớm nhất ạ. Mình cũng xin cảm ơn công ty Sâm Canada đã tặng quà, quá vui. Vâng, và rất mong anh sẽ tiếp tục ủng hộ các sản phẩm từ bên Canon Vita để nhận được những lợi ích sức khỏe cho mình và cả gia đình ạ. Rồi, xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi tiếp theo thì em có nhìn thấy một cánh tay của chị Phương Anh. Em xin mời chị Phương Anh ạ. Chị Phương Anh mở camera lên đi chị. Chị Phương Anh nhìn thấy, nghe thấy em nói chưa ạ? Alo. Chị Phương Anh có nhìn thấy em nói không? Mình có nghe. Alo. Dạ, em nghe thấy chị nói rồi. Chị ơi, thì em nghĩ chị cũng là một trong bốn người may mắn nhận được phần quà từ chị Jenny. Và cái câu trả lời của chị thì là rất là sáng tạo và đa tầng nghĩa, và cũng là một trong những câu trả lời mà khiến cho em rất là tâm đắc. Thì cho em hỏi một chút là tại sao là chị lại nảy ra cái ý tưởng khi mà chị nghe câu hỏi từ chị Jenny? Vậy à? Thì thật ra là ngay từ cái lúc mà mình thấy cái hũ mà sâm mật ong á, trước khi mà chị Jenny hỏi câu hỏi đó luôn, là mình có ngắm nghĩ cái hũ sâm mật ong rồi, và mình đó thì mỗi lần mà thấy cái hình đó
là mình cũng hay phải tới xe đua xe dọc xe ngang để mình coi coi nó ra cái gì. Và từ đó thì mình sẽ nắm được, hiểu được về cái vấn đề là ý nghĩa của cái sản phẩm đó, thì mình sẽ dễ truyền tải và mình dễ viết cái content lên các cái trang mạng đó. Và mình cũng sẽ dễ truyền đạt được cái công dụng cũng như là ý nghĩa của sản phẩm đến cho khách của mình. Thì không riêng gì cái hũ sa mật ong đâu, mà hầu như tất cả các sản phẩm. Nói chung là tại vì trước giờ mình thì mình cũng hay là đi tìm hiểu mấy cái hình đó. Cái hình vẽ nào mà nó hơi trừu tượng một xíu đó, là mình sẽ chú ý. Mình sẽ gọi là mình ngồi rồi mình suy nghĩ ra à, cái hình này có cái ý nghĩa như thế này, thì bắt đầu mình viết ra, mình tự mình viết ra, mình suy nghĩ ra, mình viết ra riêng mà ở trong một cái phần ghi chú, để khi mà mình viết một cái bài nào đó hay là mình chia sẻ cái thông điệp của sản phẩm đến cho một ai đó, là mình sẽ dựa vào những cái suy nghĩ của mình kèm với sản phẩm và tính năng của sản phẩm để mình giới thiệu cho khách đó. Là thì trước giờ là mình vẫn hay làm như vậy. Thì nói thẳng là mình cũng may mắn rất là nhiều khi mà mình được cái giải này. Thật ra là khi mình viết thì mình cái đó là mình chỉ là cái hình đó, là thật ra là mình đã nhìn rất là lâu rồi, chứ trước khi mà chị Jenny đưa ra cái chương trình game này cũng, chứ không phải là mới đây. Cho nên là khi mà chị Jenny đưa ra cái game này là mình ghi luôn. Dạ. Lại cũng nhận được cái phần quà của chị Jenny đợt trước á, mà 117 người á, là mình cũng có được cái hũ này. Rồi bây giờ và có chị sinh này nữa, là mình kêu là may mắn luôn. Thì hiện tại bản thân của mình á, là mình cũng đang sử dụng cái này xâm lát này á, là mình sử dụng, chồng mình sử dụng và cho mẹ của mình cũng sử dụng luôn. Thì cơ địa của mẹ mình á là rất là nhiều cái bệnh nền, nhờ bị xoang có, nhờ bị khớp có, tại vì mẹ cũng đã từng bị gãy xương, cho nên là cái xương khớp sẽ rất là yếu. Rồi kèm theo đó xoang thì chắc chắn là sẽ rất là hay bị cái tình trạng nhức đầu, khó ngủ nữa. Nên nó là mình nó là có cái hũ sâm này, sâm này, với lại mình cũng có sử dụng cái sâm CND nữa, hai cái. Thì cho anh xã nhà mình nó là cho ảnh uống cái này với lại sâm hạt an, còn riêng mẹ thì mình cho uống sâm lát thôi. Thì mẹ cũng cải thiện rất là nhiều, tại vì mình cũng có hay hỏi thì mẹ nói là uống cái nó đỡ mệt, đỡ nhức đầu. Là mình cũng thấy vui rồi. Dạ. Em rất là cảm ơn chị Phương Anh. Và em thấy rằng là chị rất là có tâm khi mà mình sử dụng một sản phẩm nào đó. Thì trước đó thì em nghĩ là chị cũng đã tìm hiểu rất là kỹ về nguồn gốc này, về xuất xứ này, và cũng ngồi để chiêm nghiệm xem là những ý nghĩa. Vì thực ra là những cái tầng nghĩa mà của nhà sản phẩm mà đặt lên trên sản phẩm ấy, cũng có đều ý nghĩa hết. Và nãy thì em có thấy một cái comment của một anh là nói rằng là chắc chị này theo trường phái của Picasso. rất là mình không có trừu tượng tới như Picasso đâu, tuy nhiên tại vì á, không phải là hình nào mình cũng trừu tượng ra, mà giống như là theo cái kiểu như là cái giác quan của mình á, với lại là cái độ nhạy của mình, không phải độ nhạy mà là cái giác quan của mình, với lại là khi mình cầm cái sản phẩm nó lên mà nó hút mắt mình ngay từ lần đầu mình cầm và lần đầu mình thấy á, là sẽ đi tìm hiểu. Đó là cái bản tính tục đó. Đó thì là cái sản phẩm của mình, là cái sản phẩm bao bì đóng gói của Sun Canada Vita đó, là từ cái đóng gói rất là chỉnh chu. Rồi cũng cái sản phẩm khi mà mình cầm như vậy là người ta nhìn rất là lịch sự và sang trọng luôn, chỉnh chu hết tất cả. Cho nên đó là cái gì mà đặt vô mắt mình lần đầu đó là mình sẽ hay bị chú ý, rồi mình sẽ để ý, thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ tìm hiểu thêm về cái sản phẩm đó. Là dạ. Như vậy. Rồi em rất cảm ơn chị Phương Anh nhé, và một lần nữa thì xin chúc mừng chị. Có gì thì chị sẽ inbox riêng với em để em xin cái địa chỉ và em gửi quà nhé. Và em nãy thì em có thấy một chị khác là chị Điệp Phùng, em thấy cái nick vào từ chị Điệp Phùng, thì không biết là chị Điệp Phùng vô sau á, thì có phải là chị Điệp Phùng mà mình trúng thưởng ở trong cái nick, trong cái câu trả lời của chị Jenny không? Nếu mà đúng cái nick của chị Điệp Phùng đó thì em mời chị Điệp Phùng lên giơ tay lên chia sẻ một chút nhé. Chị Điệp Phùng mà em đọc lại một chút câu trả lời này, nếu mà đúng cái nick đó thì mời chị giơ tay nhé.
là theo em hình ảnh hai củ sâm trồng lên nhau trên lọ mật ong thể hiện cho tác dụng hoàn hảo tuyệt vời đến mức không thể tuyệt vời hơn. Nhân sâm mang tính hàn kết hợp mật ong mang tính nhiệt cũng giống như vũ trụ vậy, để cuộc sống hoàn hảo con người cần có cặp có đôi. Nếu mà có phải là chị Điệp Phùng mà nick đó thì em mời chị Điệp Phùng nhanh chóng giơ tay ạ. À đây, em thấy đây rồi. Rồi em mời chị Phùng Thị Điệp ạ. À, chị là một trong một trong bốn người may mắn nhận được phần thưởng từ chị Jenny là một hộp bột mật ong nhân sâm trị giá 1.800.000 đồng chị nhé. Này em thấy chị vào sau nên là em có đọc cái phần thưởng để chị nghe lại á. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Jenny và cảm ơn ban tổ chức ạ. Dạ vâng, chị cho em hỏi một chút là hiện tại á thì chị có đang sử dụng cái sản phẩm nào của bên Garden Vita không chị? Dạ em thì vào Dropy được một tháng rồi. Và cái sản phẩm đầu tiên mà em trải nghiệm đó là sản phẩm mật ong nhân sâm ạ. Em cũng trải nghiệm được khoảng 20 ngày rồi ạ. Dạ đó, thì ngoài cái sản phẩm đó ra thì em cũng có may mắn là được chị Jenny Trần tặng cho một cái hộp nhân sâm viên đấy ạ. Và khi mua trải nghiệm cái sản phẩm mật ong nhân sâm thì em cũng được tặng một củ sâm đi kèm ạ. Thì em mới trải nghiệm cái sản phẩm nhân sâm mật ong thôi, còn các sản phẩm kia thì em chưa trải nghiệm. Đó, thì qua cái thời gian trải nghiệm đó thì em cũng thấy cái em cũng nhận thấy cái tác dụng của cái mật ong nhân sâm này một cách rõ rệt. Đó là bình thường ấy, em thì cũng là người mà sức khỏe thì nói chung là cũng tạm ổn, thế nhưng mà em có một cái điều rất là khiến em hay phải bận tâm đến sức khỏe, đó là buổi sáng ấy thì em mà bắt buộc em phải ăn sáng nào cũng vậy. Cũng vậy, em dậy em thường hay ăn cơm. Thế nhưng mà ăn cơm rồi nhưng mà đến trưa tầm 12 giờ trưa ấy, là lúc nào em cũng cảm thấy đói quay cuồng, hoa đầu hoa mắt chóng mặt ấy. Đó. Thế nhưng mà từ khi mà cái em có cái sản phẩm này ấy, thì sau khi ăn xong ấy thì em cũng có uống một ly nhân sâm mật ong vào, thì cái thời gian gần đây thì em thấy rằng là em ăn sáng rồi, hoặc là thậm chí có lúc em cũng chưa ăn sáng, thế nhưng mà đến cái thời gian buổi trưa tầm đấy giờ như mọi khi là em không có cái cảm giác là kiểu như là hoa mắt chóng mặt như mọi khi nữa. Đó, thì em thấy là cái tác dụng của nó, em nhận thấy nó rất là rõ rệt ở cái điểm đó. Đó, còn buổi tối thì thường em uống thì em thấy là cảm giác là mình đi ngủ, cảm giác nó thấy nó ngủ ngon hơn thì phải. Thế còn em cảm thấy cái tác dụng rõ rệt nhất đó là cái việc mà em uống buổi sáng, sau khi ăn cơm em uống buổi sáng thì cái tác dụng rõ rệt nhất đấy là đến thời điểm buổi trưa thì em không cảm thấy mình bị hoa mắt và chóng mặt nữa. Chứ bình thường mọi khi mà em đến buổi sáng mà em không ăn, không kịp ăn ấy, thì đến tầm 10 giờ là bắt buộc em đi làm em phải ăn một cái gì đó, chứ em không thể nào mà em nhịn tận trưa được. Thế nhưng thời điểm này có những hôm em vội quá em không kịp ăn sáng, thì đến tận 12 giờ trưa em có đói, có cảm giác đói, thế nhưng mà không cảm thấy bị hoa mắt chóng mặt hay là cảm giác mà là muốn ăn đến mức là mình phải ăn cấp tốc vào để mình bổ trợ vào cho sức khỏe của mình, để mình lấy lại cái năng lượng. Đó là em thấy là cái sự khác biệt rõ rệt là ở đấy ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé. Nhớ là tác dụng rất là tuyệt vời của nhân sâm mật ong, thì ngoài bổ sung năng lượng ra, hỗ trợ rất là nhiều tác dụng cho chị em phụ nữ. Nhân sâm thì giúp tăng cường sức đề kháng, rồi giờ thì lại có thêm một cái hỗ trợ tốt cho sức khỏe của chị, đó là không mình khiến mình cảm thấy là chóng mặt và khó chịu khi mà chưa ăn sáng, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, và với bản thân em và cũng rất nhiều người là buổi sáng là chỉ cần một ly mật ong thôi là cũng đã đủ năng lượng để cho mình làm việc buổi sáng rồi. Và một lần nữa thì em xin chúc mừng chị Điệp đã nhận được phần thưởng nhé. Có gì thì chị sẽ liên lạc riêng với em để em gửi quà sớm nhất ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn thanh một lần nữa. Xin cảm ơn chị Jenny Trần với em. Thực sự là em đối với cái sản phẩm nhân sâm này thì đúng là lúc đầu tiên em cũng được cái bạn leader ấy, bạn ấy hướng dẫn em, tức là gửi cho em cái Zoom đầu tiên để em vào em học. Thì em thấy là lần đầu tiên em vào cái Zoom này thì em từ hôm đến giờ là em cũng cứ liên tục em vào đấy. Cũng có nhiều, rất là nhiều Zoom đầu tiên là mình cũng lựa chọn một số Zoom để mình, một số sản phẩm để mình học. Thế nhưng mà không hiểu sao là tự nhiên gặp cái Zoom này là em cũng quên luôn các cái Zoom khác. Mặc dù đến bây giờ em vẫn chưa bán được cái sản phẩm nào, nhưng mà em cũng cảm thấy là rất tự tin về sản phẩm này. Em cảm thấy rằng là tự tin về sản phẩm này, về lâu về dài là mình sẽ bán được. Dạ. Em xin cảm ơn chị Jenny Trần, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức ra những cái phòng Zoom như thế này để mọi người có thể là học hỏi thêm được những kiến thức rất là bổ ích trong cuộc sống của mình. Xin cảm ơn. Dạ vâng.
Dạ, em cảm ơn chị nhé. Và em cũng xin kết thúc cái phần trao giải thưởng ở đây. Các anh chị có tên trúng giải thì vui lòng liên hệ riêng với em để nhận phần thưởng sớm nhất ạ. Và mọi người ơi, cũng giống như là chị Điệp Hùng vừa mới nói á, là nhiều khi nhiều anh chị vô đây á, mà chưa bán được hàng thì các anh chị đừng rời Zoom hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần mà hấp dẫn phía sau. Rất là nhiều hấp dẫn phía sau, và hôm nay là không vui không về nhé các anh chị. Anh chị đừng rời Zoom nhé, và em xin nhường mic lại cho chị MC xinh đẹp của chúng ta. Rồi, cảm ơn bạn Tâm An xinh đẹp. Hôm nay dẫn chương trình đó là rất là hay luôn. Chị đang định để cái mic cho em làm MC luôn á Tâm An ơi. Cười rất là duyên dáng luôn. Rồi cả nhà mình cho thật nhiều bông, nhiều hoa ha, để cảm ơn Tâm An đi các anh chị. Cảm ơn cái phần mà công bố giải thưởng, và các anh chị cho thật nhiều bông, nhiều hoa để cảm ơn chị Jenny Trần và chị Thanh Thúy đã mở cái phòng Zoom và đưa cái sản phẩm mà Sam Canadian Vita Việt Nam về Việt Nam nha các anh chị. Đó, và Sương cũng nói với các anh chị theo như lúc ban đầu nãy đó là khoảng 21 giờ mình sẽ khóa Zoom nha các anh chị. Nên là Sương nhờ các anh chị mình đó là đưa cánh tay ngọc ngà để truyền thông về cho đồng đội mình vào, và còn những phần quà bất ngờ nha các anh chị. Đó, thì vừa rồi các anh chị thấy là chị Phương Anh nè, chị Điệp Phùng nè, thì hai chị này cũng may mắn là nhận được là một cái hộp sâm viên. Và trong Zoom bữa đó thì Sương và Tâm An cũng đều nhận được một hộp sâm viên từ chị Jenny nha các anh chị. Thì biết đâu chừng là hôm nay là cả nhà mình cho nhiều bông, nhiều hoa, thì cơn mưa quà tặng biết đâu chừng nó lại là tới tay mình tiếp nha các anh chị. Và hơn hết đó là hôm nay các anh chị mình ngồi đây mình sẽ được nghe những chia sẻ và những tâm huyết mà chị Jenny Trần đã xây dựng nên tập đoàn Canadian Vita và đang phân phối cái nguyên liệu sâm củ khô trên 20 quốc gia, trong đó có những nước mà khó tính như Nhật Bản nữa nha các anh chị. Và đặc biệt là hồi trước giờ các anh chị mình thấy là mình khi vào Ruby các anh chị mình đa phần là kinh doanh là mình online đúng không các anh chị, nhưng mà cái thị trường offline thì mình vẫn còn bỏ ngỏ. Thì hôm nay các anh chị mình vào phòng Zoom hôm nay thì mình mục đích là mình sẽ mong muốn tìm hiểu về sản phẩm nè, mình mong muốn hiểu được là công ty sáng lập như thế nào và có những cái nguyên liệu trồng nhân sâm và sản xuất như thế nào. Và đặc biệt là trên thế giới thì chị đã đưa cái sản phẩm đến tất cả những cái nước khó tính trên thế giới. Thì chị sẽ truyền những cái bí kíp mà các anh chị mình sẽ đi kinh doanh. Tại vì trên cái kệ Ruby ở Mỹ của mình, các anh chị là có cái sản phẩm sâm Canadian Vita. Thì các anh chị mình sẽ mở rộng cái thị trường đại lý ở Mỹ để mà mình bán cái sản phẩm này. Và như vậy thì cả nhà mình cho thật nhiều bông, nhiều hoa ha, để Sương mời chị Jenny Trần sẽ lên làm... chia sẻ tâm sự với nhà mình ha các anh chị. Cả nhà mình cho nhiều bông nhiều hoa nha, phải thật nhiều bông nhiều hoa chị Jenny Trần mới lên nha các anh chị. Và Sương thấy con số là chưa được trên 100, thì chưa lên 100 thì chị không vào nha các anh chị. Rồi không biết là chị Jenny Trần đã có chưa, chị giơ tay để hotbot lại. Có Jenny. Dạ em mời chị. Chị vô đây chị chờ mọi người từ sáng đến giờ đó em. Dạ bây giờ ở đây là tối đó chị, ở bên Canada là sáng mấy giờ ha chị ha? À, đúng rồi, bây giờ bên đây là 9:37 sáng, ở bên Việt Nam thì là 20:37 vậy. Dạ 37. Rồi em nhận mic cho chị nha, em thấy nhiều bông chị hoa chào chị rồi. Dạ nhiều quá cảm ơn cả nhà, rất là trân trọng cả nhà ngồi đây tới giờ phút này. Ok, nãy giờ mình ngồi được cả tiếng đồng hồ rồi thì thật sự rất là trân trọng. Chào cả nhà. Trên này không có thể gọi tên hết từng người, nhưng mà trên này có lướt qua hết tất cả những cái anh chị mà có cái cam mới mở đó, thì trên nhìn hết, trên rất là cảm ơn, rất là trân trọng. Ok. Thì trên này quay lại cái vụ quà cáp và đại chút xíu, phần thưởng vậy đó chút xíu. Bạn Tâm An á, mấy bạn biết không, là bạn có mua đáp án cho nên bạn không được tặng quà, chứ thật sự ban tổ chức cũng được tặng quà, cho nên mấy bạn cho nên cái phạt bạn Tâm An là phải đi tặng quà cho các bạn khác. Ok rồi, bây giờ trên nói một chút xíu về cái phần tại sao mà tự nhiên cái nó có cái phần thưởng như vậy, là bởi vì trên nghĩ giống như bình thường mình vậy đó, mình cứ làm việc thì mình cứ cống hiến, mình cứ gì đó thì tự nhiên mình sẽ được à. Cứ như mình cứ cho đi, giống như mà Đậu Ánh thường hay nói, mình cứ cống hiến, mình cứ cho đi, mình cứ làm gì đó thì tự nhiên mình sẽ được một cái gì đó. Mình được cái gì đó mà mình có thể mình không ngờ tới.
Thì đó là cái lý do mà tại sao mà Trang muốn mọi người cứ pay attention vô những cái mà kiểu như Canon Vita chia sẻ, là những cái gì mà bên Trang Linh đã làm. Thực sự là mọi người trước khi mà lên một cái Zoom gì đó thì mọi người cũng đã ngồi lại bàn tính với nhau làm như thế nào, chứ không có vô đại rồi nói đại làm sao. Cho nên những cái gì là nó kiểu như mấy bạn có vào, có tham gia, có cống hiến, có chịu khó, thì sau này các bạn có thể có được những cái phần thưởng gì mà các bạn có thể không ngờ tới. Thì cũng giống như trong cuộc sống thôi, giống như mình bán hàng hàng ngày vậy thôi. Không biết có ai nghe tôi nói không nữa trời. Mọi người nghe đúng không? Có, chị vẫn đang nghe. Thấy mọi người. Dạ, mọi người giả bộ hỏi cho có tương tác vậy thôi đó chứ. Mà tối nay á, là không vui không về nha mấy bạn. Tối nay là không vui không về. Mà mấy bạn đừng có quan trọng trong Zoom mình có bao nhiêu người. Hôm nay trên này quyết định là mình không có KOL. Mình không có người kiểu như là có một cái cộng đồng lớn hay gì. Mình chỉ cây nhà lá vườn, kiểu như là mình là người nhà ở nhau. Khi mấy bạn tham gia trong cái Zoom này đêm nay với trên này, đồng hành với trên này ở đây, trên này sẽ rất là trân trọng và không bao giờ quên những cái giờ mình ngồi ở đây. Mấy bạn bán hàng cũng được, không bán hàng cũng được, dùng cũng được, không dùng cũng được. Mấy bạn đã bỏ cái giờ ngồi đây có nghĩa là rất là có ý nghĩa đối với bên chỗ trên này. Cho nên mấy bạn không có mai cái chuyện là mấy bạn có bán được hàng hay không có bán được hàng. Còn các bạn mà đã ngồi đây xuyên suốt 1-2 tháng mà chưa ra được một cái sản phẩm nào, mà muốn có bán hàng mà chưa ra được hàng, thì cứ bạn nói lý do là sao bạn không bán được hàng, thì bên đây cũng có thể hỗ trợ bạn cách bán hàng hay là như thế nào. Có thể là chia sẻ là one by one, cũng như chia sẻ trực tiếp luôn. Tại vì bán hàng ở trong cái thời điểm kinh tế đang khó khăn gì là một cái chuyện không dễ làm mấy bạn. Không có dễ làm, rất là không có dễ. Mà thấy có nhiều người làm cũng được thì thực sự rất là giỏi luôn đó. Bán được hàng, móc được tiền từ trong túi người khác ra là một cái thành công mấy bạn. Cái chuyện đó không có dễ làm. Cho nên ví dụ như tới giờ phút này mấy bạn chưa làm được, cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao để mình làm được cái chuyện đó. Mấy bạn có muốn biết làm sao để làm không? Ai bán được hai đơn cũng giỏi quá kìa. Tại vì Chan đọc một hai cái comment thì mình phải kiên trì thôi mấy bạn. Mình bán hàng mình phải kiên trì thôi. Với lại cái mà trên này thì vô đây chia sẻ, trên này không có bài vở, trên này không phải là thầy, không phải là giáo viên hay gì. Cho nên trên này không có giảng dạy hay là gì được. Nhưng mà trên này chia sẻ những cái mà trên này đã từng làm qua. Thì trên thấy là giống như trước hết hiện tại trong cái Zoom của mình, hoặc là các bạn trong Zoom hiện tại, bán hàng là bán kiểu như mình bán cho người thân của mình thôi. Là mình bán hàng cho người thân của mình. Mà trong khi á, mấy bạn biết không, bán hàng cho người thân mà các bạn bán được cho người thân là các bạn cực kỳ giỏi. Cho nên khi mà mấy bạn quyết tâm bán hàng cho khách hàng thì các bạn sẽ bán được. Tại người thân của mình á, thật sự là khi mình bán hàng cho họ đó, cái đầu tiên họ nghĩ là mình á, kiểu như muốn kiếm lợi nhuận từ họ. Cho nên cái điều đó thật sự rất là khó. Kiểu như bản thân trên này á, này làm xong bao nhiêu năm họ hàng không ai biết. Cho tới khi mình đã có một cái chút gì đó thì mọi người biết tới, chứ trên này mọi người cũng không biết luôn. Đó, thì trên thấy hiện tại trong cái những cái các bạn ở trong cái Jobby thì bán hàng phần lớn là cho người thân của mình, là cho bạn bè trên Zalo, Facebook. Nhưng mà khi các bạn thật sự muốn làm cái bán hàng này á, thì mấy bạn phải nghĩ tới khách hàng thật sự. Nếu khách hàng ở trên Zalo, Facebook của bạn mỗi ngày bạn làm một chục cái video hay gì, bạn cứ chia sẻ lên có bao nhiêu đó mà bao nhiêu người đó chưa có mua được hàng của bạn hay là gì, người ta nghe tới nghe luôn, người ta cũng cảm thấy người ta sợ cái những cái video của mình luôn đó mấy bạn. Tại vì đó là những cái người mà người trong bạn bè của mình đó. Cho nên mấy bạn muốn thật sự kiếm được nhiều hơn những cái gì mình muốn có thì mấy bạn phải đi ra ngoài thôi. Cái chủ đề hôm nay là ra khơi ở đây có nghĩa là trên ấy là giống như mình phải thoát khỏi cái giới hạn của mình. Mình phải đi ra khỏi kiểu như là mình đừng có sợ, mình cứ đi ra, mình nói chuyện, mình tương tác, mình bán hàng. Biết là mọi người ai cũng làm hết, ai cũng làm cái điều đó, nhưng mà tại vì mọi người làm chưa tới cho nên bán chưa có được. Còn nếu mấy bạn thật sự bán hàng, mấy bạn có thể làm một cái Zoom khác, không phải một cái group khác, là mấy bạn thật sự muốn bán hàng thì trong đó sẽ có những người có thể hỗ trợ bạn cách bán hàng, đi bán hàng sao. Chứ hiện tại cho anh thấy các bạn đang học
từ mấy cái bạn mentor như Đỗ Ánh, Lê Hằng, Sáng Trần hay là từ những cái bạn có rất là nhiều kinh nghiệm đó. Cái điều đó rất là tốt, rất là có lợi mấy bạn. Thì bây giờ mình đi thực tế đi mấy bạn. Hôm nay trên này ngồi ở đây á, là không phải thúc đẩy các bạn đi tốc chiến hay là cái gì, không phải là để cho các bạn đi đánh với người ta, là đi thi đấu với người ta hay là làm cái gì. Chanh không có muốn vậy. Chanh muốn mấy bạn làm cái chuyện này là cái chuyện lâu dài, làm một cái gì đó thật sự có giá trị cho bản thân mình, chứ không phải là bán 3 tháng để kiếm cái lợi nhuận thật là cao, ôm hàng thật là nhiều vô rồi tự mình rất là lo lắng cho trong suốt thời gian đó mình phải bán hàng như thế nào. Thì cái đó là cái Chanh này không muốn. Tại đứng ở góc độ Chanh này là người sản xuất, Chanh này biết là mình không có nên làm như vậy, và Chanh này thật sự không muốn các bạn ngồi trong này làm những cái điều rất là không có lợi cho mình. Tại vì nhiều khi mấy bạn biết sao không? Ở bên Việt Nam á, thời tiết á, nó ẩm, nó cực kỳ ẩm, cái độ ẩm nó kinh khủng lắm, các bạn không có nhìn thấy. Nhưng mà bạn thử mua một cái máy hút ẩm về thảy nhà gắn vô thì mấy bạn thấy tới chiều là cái nước ở trong cái bình nó như nào. Cho nên khi các bạn mua cái sản phẩm đem về nhà mà các bạn giữ không đúng thì cái sản phẩm nó bị hút ẩm. Mà các bạn biết mà cái sản phẩm bị hút ẩm thì cái tiềm ẩn ung thư rất là cao. Cho nên mấy bạn đừng có ôm hàng. Thứ nhất ôm hàng mấy bạn cũng tốn tiền nữa. Mà cái đó là trước tiên là mấy bạn là lừa dối chính mấy bạn luôn. Cho nên trên này nó không có, ở đây không có cổ vũ mọi người là ôm hàng lên rồi chạy tốc chiến là lấy sao lên sao. Vì thật sự nếu mấy bạn bán được nhiều hàng thì cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà có nhiều cái sản phẩm để mấy bạn để tăng sao, mấy bạn có thể làm những sản phẩm khác, không cần thiết phải là Canon Vita. Nhưng mà khi mấy bạn làm Canon Vita, các bạn phải thực sự làm từ cái trái tim của mình, thực sự là muốn bán hàng, muốn mang cái sản phẩm này tới cho cái người dùng thật sự, cái người họ có cái vấn đề thật sự. Ví dụ như bây giờ có những cái bạn mà bị mất ngủ đi, thì các bạn gọi, các bạn chia sẻ bằng cách gì đó mà mấy bạn thật sự muốn giúp cái người đó, muốn mang lại cho người đó cái giấc ngủ thật sự bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái những cái khẳng định của mình, thì mấy bạn sẽ bán được hàng thôi. Tại vì trước hết, trước khi người ta mua hàng, người ta phải tin mấy bạn. Tại vì các bạn nói chưa có đủ để người ta tin, người ta chưa có mua thôi. Người ta tin mình đó là người ta sẽ mua em ạ. Tại vì mấy bạn biết không, mấy bạn đang rất là may mắn để bán cái nhân sâm Canada này. Hiện tại á, cái này á, thì cũng không có nên ghi âm chia sẻ gì. Là tại vì mấy bạn biết không, hiện tại á, mấy bác á, thậm chí có rất là nhiều bác ở trong quốc hội á, mấy bác đang dùng những cái sản phẩm mình đang dùng. Ngày xưa á, sâm là vua chúa dùng, bây giờ là mình ngang hàng với họ. Cái gì họ dùng được, cái gì mình dùng được, họ dùng được, mình dùng được. Ý trên này ở đây cũng nói là cái chất lượng của mình. Mấy bạn đang bán một cái sản phẩm mà nó chất lượng như vậy đó, đứng đằng sau các bạn đó là có, các bạn nhìn thấy đó, mỗi ngày đó, khi mỗi Zoom đó thì các bạn này cũng hay chia sẻ. Thì Canon Vita đứng cùng ai? Đứng cùng Bộ Nông nghiệp, đứng cùng Hiệp hội Nhân Sâm, đứng cùng Tổng lãnh sự quán. Mà các bạn biết Tổng lãnh sự quán có 100 mấy chục nước họ ủng hộ mình. Mà mấy cái sản phẩm của mình nó thật sự trong Canada, mấy bạn cứ yên tâm bán trong Việt Nam, mấy bạn cứ yên tâm khẳng định cái chất lượng của sản phẩm. Tại vì khi mấy bạn đi ra ngoài mà mấy bạn bán một cái sản phẩm mấy bạn không có chắc chắn được, mà mình chỉ bán là gì, mình bán mình lấy được cái mình bán được cái hàng đó, mình lấy được cái lợi nhuận. Nhưng mà mấy bạn nói chưa có đủ thuyết phục, có nghĩa là các bạn chưa có đủ cái nội lực để làm cho người khác tin cái sản phẩm mình là nó chất lượng. Thì Chanh này muốn khẳng định với các bạn rằng nó chất lượng và nó hiệu quả, chỉ là các bạn tư vấn dùng như thế nào cho nó đúng thôi. Nói chất lượng, cái nhân sâm này nó không có phải thần thánh gì hết mấy bạn. Mà tại sao người này uống hết cái này, người kia hết cái kia? Có nghĩa là người bị tiểu đường bị ok, cái người bị cao huyết áp ok, cái người bị mất ngủ ok, cái người bị đa bao tử ok. Nó chỉ có một gom lại là cái tăng cường cái sức đề kháng mấy bạn. Còn nghe không chứ? Nghe rõ chị, nói rất là cuốn luôn. Mọi người đang quan tâm với cách để chị chỉ cho bán hàng đó chị. Rồi chị cứ nói đi. Ok, thì đó thì cái này cũng rất là quan trọng mấy bạn. Tại vì khi mà mình nói với khách hàng á, cái sản phẩm của mình, ô cái này nó tốt cho đa bao tử, cái này nó tốt cho cái phổi, tốt cho gan, tốt cho tim gì đó tùm lum. Nhưng mà người ta sẽ không có thích đâu. Tại vì người ta nói là ô cái này nó xăm thôi chứ nó đâu có gì thần thánh đâu. Nhưng mà mấy bạn phải focus vô, phải tập trung lại cái tại sao nó được như vậy. Bởi vì cái sức đề kháng của mình, thì cái sức đề kháng của mình nó giống như cái hàng rào bảo vệ cơ thể, giống như mấy cô Vũ hay là mấy anh chị khác đang trong cái USB có nói rồi đó. Thì nó giống như cái hàng rào bảo vệ cơ thể mình. Mà cái cơ thể của mình khỏe
thì lục phủ ngũ tạng của mình khỏe, cái nhân sâm nó vô cơ thể mình thì nó giống như một cái chất thích nghi vậy đó, nó sửa từng phần. Thật sự có nhiều cái chức năng mà mình chưa có biết được luôn, nó nghĩa là có những cái công dụng mà cái khoa học người ta chưa có chứng minh được luôn, nó chưa có tìm được luôn đó. Không có lý do gì mà hàng ngàn năm rồi người ta đã dùng cái này, và xưa là vua chúa dùng. Cho nên khi mấy bạn đi bán hàng á, mấy bạn cứ nói khách hàng dùng thật không dùng thử, ok, khách hàng nào mà muốn dùng thử mấy bạn đừng có chia sẻ sản phẩm luôn cho chanh này, ok, cho nó thiệt. Sau cái bữa dùm này, chanh này sẽ tặng cho mọi người, chanh này cũng nói không tặng cho mọi người mà chanh này mời mọi người dùng cái này, gửi đi tới những cái người nào mà thật sự đó, mỗi một người một cái túi 227g sâm, 227g rễ sâm, để cho các bạn mời những cái người mà mấy bạn cảm thấy họ thật sự là những người khách hàng tiềm năng, họ thật sự họ sẽ dùng sâm của bạn. 227g này là trên này dùng, nó giống như là mấy bạn hiện tại nè, mấy bạn đang có Canon Vita Canada hỗ trợ, mấy bạn đang có một cái đội ngũ rất là giống như là một cái mọi người đang đứng ở sau lưng để đẩy các bạn, rồi mấy bạn cứ ở ngoài trước thì không có sợ đâu, người ta cứ để cho bạn, để bạn tỏa sáng, để bạn làm được cái gì cho có giá trị thật sự cho bạn đó. Thì cái 227g này á, là chanh này muốn á, mấy bạn phải, nếu như mà bạn nào muốn, ok, mà muốn thử thách bản thân mình á, là trong 227g này bạn sẽ đem lại một cái giá trị gì cho công ty, hay là cho Chanling, hay là cho Canavita, hay là trả ơn, hay là tri ân những cái bạn mà mentor đã huấn luyện viên mình từ hơn một tháng nay, mỗi đêm mấy bạn lên mấy bạn huấn luyện mình. Thì bây giờ mình phải làm một cái gì đó, mấy bạn phải bước ra khỏi cái giới hạn đó, mấy bạn phải đi làm một cái gì đó. Có nhiều cách để làm lắm mấy bạn, có nhiều cách để làm, có nhiều cách để bán hàng lắm, chỉ là mình có dám làm hay không. Có nhiều cách để bán hàng lắm. Thì giống như trên nói gì đó, mình mời thì là mình mời sao? Mình mời những cái người mà người ta có bệnh đó mấy bạn, hoặc là người ta có vấn đề đó. Còn một cái người mà người ta đang bình thường, đang khỏe gì đó, rồi mình nói ôi sâm của mình tốt lắm này nọ rồi, anh chị dùng đi, người ta cũng chưa có bỏ tiền ra mua đâu, hay là người ta dùng đâu, thậm chí bạn cho họ, họ cũng để lên đó, họ cất lên đó chứ họ không dùng, tại vì người ta chưa có cái, khi mà cái người không có vấn đề gì đó thì mà họ dùng đó là họ không có cảm nhận được nhiều. Tại vì cái sâm này nè, mấy bạn mấy hôm nó đi vô cơ thể mình, nó khỏe từ từ. Nó khỏe mà mình tưởng, mà kiểu như là mình không biết nó khỏe luôn đó. Nó khỏe mà mình không cảm nhận được. Có nhiều người ta, giống như trên có một cái anh bạn này là anh là trợ lý của cái tỷ phú, mấy cái tỷ phú ở bên Dubai đó. Trên đưa sâm vô được thị trường Dubai là bởi vì nhờ cái anh này mà trên quen mấy ông kia. Rồi xong rồi mấy ông nào cũng có vấn đề về giấc ngủ hết. Khi mấy ông bị vấn đề, khi người ta có vấn đề, mấy bạn mời người ta dùng thì nó mới có hiệu ứng, nó mới có hiệu quả. Chứ còn đang khỏe khỏe gì đó, mời người ta cũng đâu nghĩ gì đâu, đâu nghĩ ăn dưa leo, cà chua gì, nó cũng tốt thôi, tại người ta đâu có gì. Cho nên một người mất ngủ là các bạn sẽ nên mời, tại vì cái đó là trên thấy hiệu quả nhất trong vòng 3 ngày. Là cho nó chậm đó. Có người người ta nhắn cho trên, người ta nói ôi chị uống sâm của em ở đâu rồi chị bò chị ngủ luôn đó, nhưng mà trước đó đó là chị không có ngủ được. Có nhiều cái anh bạn cũng là những cái cán bộ cao cấp ở trong Việt Nam á, trên hỏi sâm này không thấy nhân tin vậy. Anh nói thiệt tình là anh ăn cái sâm lát anh bị ghiền á, có nghĩa là anh bóc cái sâm lát anh ăn, anh bỏ vô miệng anh nhai, mà kiểu như nhiều khi nhai nhiều khi nhiều quá quá liều mấy bạn, thì mấy anh sẽ bị rất là buồn ngủ đó. Cho nên á hay bị buồn ngủ nên quên nhắn tin này nọ rồi, thì nói cũng là nói đùa thôi, nhưng mà cái đó là nó thật sự hiệu quả. Thì khi mấy bạn muốn bán được hàng thì mấy bạn phải tìm những cái người họ có cái vấn đề trước. Ok, còn những cái người không có vấn đề không phải là mình quên họ, nhưng mà mình kiểu như là cái đó là cái tự nhiên thôi. Mấy bạn bán thì bán thôi, nhưng mà cái mà Trinh muốn nói là những người có vấn đề thì mấy bạn sẽ thấy hiệu ứng nhanh hơn, dễ hơn, hiệu quả hơn. Tiểu đường nè, cao huyết áp nè, hai cái dễ thấy nhất các bạn. Bây giờ các bạn cứ tập trung vô cái tiểu đường, cao huyết áp, tại vì cái cao huyết áp thì nó ảnh hưởng tới tim mạch này nọ các thứ đó, ok. Thì cái đó là hai cái mà dễ thấy nhất và nhiều người bị nhất. Có
muốn nói gì nữa không Tâm? Tâm nhìn chị quá, chị sợ quá Tâm. Ta nói chị cứ ngồi nhìn quá trời vậy sao ta nói được trời. Em chỉ nhắn tin cho chị là em nhắc chị là chị cười lên. Ờ không. Nhiều lắm đó. Tại chị đang tập trung quá chừng luôn. Và thật sự là chị cũng hơi bất ngờ ở chỗ là chị Jenny trước giờ không có biết uống rượu nha mọi người. Nhưng mọi người nhìn biết ra ở phía sau toàn rượu không. Cho nên là thấy hơi lạ. Trên nói mọi người nha, thật ra là Jenny ngồi trước một cái bàn họp á, những cái tập đoàn lớn hay là cái gì này nọ, Jenny không có hề biết sợ hãi. À, kiểu như là không có ngại, không có gì, không có kiểu như không có sợ ai luôn á. À, cái tại vì cái CEO Hiếu Trần á, bạn nói với Jenny với chị Thúy luôn nè. Bạn nói là lúc đó là bạn Hiếu Trần á, cái này chích đoạn nửa chừng đi các bạn, chút Tâm nhắc chị nãy nói tới đâu chứ cũng hơi bị quên á, uống sầm ít hơn mấy bạn cho nên dễ quên. Cái Hiếu Trần á, lúc mà Jenny với chị Thúy đi Singapore thì Hiếu Trần á, cái CEO của mình nó dẫn đi qua bên đó đi gặp một cái đối tác, thì cái người đó là tỷ phú, thì cái tập đoàn của Nhân Sâm rất là lớn ở Singapore luôn. Thì Hiếu Trần mới nói là ngồi không có run ông tỷ cái gì chị thấy ông chủ lớn hay ông chủ nhỏ gì cũng là ông chủ, cho nên không có run. Cho nên từ đó về sau Jenny chị thấy gặp ai cũng không có sợ hãi. Nhưng mà Jenny khi mà ngồi trước màn hình như vậy với mấy bạn thì Jenny lại ngại, chứ mình không có phải là sợ mà mình rất là ngại. Cho nên nhiều khi là Jenny không biết là Jenny nói nó có bị miên man quá hay không. Nhưng mà Jenny hứa với mấy bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào mà liên quan tới Nhân Sâm hay là bán hàng mà cái gì mà Jenny chia sẻ được á, là Jenny sẽ trả lời từng câu hỏi một. Hôm nay chị Jenny sẽ xé cái bí kíp, tại vì chị Jenny thì chỉ là có kinh nghiệm kinh doanh đã rất là nhiều năm rồi mọi người. Chắc là từ nhỏ, từ khi chị Jenny mới khoảng 10 tuổi thôi là chị Jenny đã đi bán cá ngoài chợ rồi. Đi ra, xách rau mang đi ra rồi. Khoảng 13, 14 tuổi thì quá trời người nói là ô con dâu của tôi đó, bữa nay con dâu tôi đi bán, quá trời người dành làm con dâu luôn. Thì chị Jenny có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong cái việc kinh doanh. Cho tới khi qua Canada 20 năm trước thì chị Jenny cũng đã có những cái công ty chuyên phân phối về những cái sản phẩm là siêu thị ở bên Canada mọi người, rất là lớn. Và Tôm Hùm Canada là chị Jenny là người cũng là người đầu tiên mà kinh doanh cái đó, rất là mạnh. Nói chung là về kinh doanh thì mọi người yên tâm, nếu mà đi theo chị Jenny học hỏi thì không sớm thì muộn, khách hàng của mọi người sẽ rất là nhiều. Hôm nay chị Jenny sẽ xé luôn cái bí kíp để đưa ra cho mọi người nha. Thật ra là không có cái bí kíp gì đâu mấy bạn. Lúc đầu á, nhiều người người ta thật sự không có bí kíp mấy bạn, mình cứ kiên nhẫn thôi. Người ta nói đi bán hàng mấy bạn biết không, phải gì à, phải lì như trâu, phải dai như đĩa, phải lăng xăng như dịch thì mình mới bán được hàng. Chứ còn nếu mà mình sĩ diện, mình mặt mũi quá là mình sẽ không có bán được hàng đâu mấy bạn. Bán hàng rồi mấy bạn phải gì mới được á. Em giờ em phải nói tới cái gì chị thấy em nói chị yên tâm nhiều quá. Giờ em ngồi với mấy bạn, giờ 100 người em quên bà hết trơn rồi. Bây giờ mọi người có ai có câu hỏi gì muốn đặt lên cho chị Jenny không? Thì bây giờ mình đang nhìn chị Jenny là chị Jenny muốn nói nhiều lắm luôn á. Thật sự là muốn nói nhiều lắm, muốn chia sẻ nhiều lắm luôn á. Tại vì Jenny thấy mọi người ngồi trong Zoom mình mỗi tối, mỗi khi mà 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ là bỏ vợ, bỏ con, bỏ chồng, bỏ cà phê tiệc tùng rồi ngồi với chị Thúy vậy đó. Mọi người cũng rất là yêu chị Thúy luôn đó. Mọi người mới ngồi chị Thúy mấy tiếng hồi vậy. Nhưng mà trên này cũng bản thân mình thấy mọi người ngồi vì sản phẩm, mình thật sự mình rất là xót ruột luôn. Mình xót ruột, mình rất là thương luôn. Ngồi nhưng mà hôm nay chưa, mấy bạn chưa làm được cái gì, chưa bán được hàng, không có buồn mấy bạn, mình sẽ bán được hàng. Trên này vô đây hôm nay cũng không phải là nói mấy bạn là cố gắng lên đi tốc chiến, cố gắng lên đi tốc chiến không. Mấy bạn không có cần phải cái chuyện đi tốc chiến mấy bạn. Mấy bạn cũng có nhiều cái cách để có thể mà giống như là đừng có giới hạn mình. Để mình trời, tự nhiên thấy đẹp trai không bằng trai mà. Thiệt luôn đó mấy bạn. Bán hàng là mình phải vậy đó. Nhưng mà mình bây giờ mình hơi khôn hơn chút xíu đây. Có nghĩa là mình lựa những cái người người ta có vấn đề á, là mình đỡ, cái mặt mình nó đỡ hơn. Có nghĩa là mình không có bị nhiều hơn. Người có vấn đề là mình sẽ dễ bán hàng hơn mấy bạn.
sẽ rất là dễ bán hàng. Nhưng mà mấy bạn nhớ là khi mấy bạn chia sẻ với họ là mấy bạn từ trong cái nội tâm của mình tập từ từ, mình bình thường mình cứ chia sẻ thật thôi mấy bạn. Cái này là công ty của mình, là mình muốn thật, tất cả mọi thứ thật, không bán hàng ảo, không ôm hàng ảo. Tại vì khi mấy bạn ôm hàng lên thì mấy bạn ghi sao ghi số, mấy bạn lừa dối cho mấy bạn. Cái đó là cái Jenny không muốn. Jenny muốn mấy bạn mang lại cái giá trị thật sự cho các bạn. Jenny muốn hôm nay Jenny ngồi đây với mấy bạn 2 tuần nữa, 3 tuần nữa vậy đó, Jenny muốn ngồi lại với mấy bạn, Jenny muốn các bạn chia sẻ lại là các bạn đã làm được cái gì trong 2 tuần qua. Chứ Jenny không muốn mấy bạn cứ, thay vì bây giờ chị Thúy mai mốt mở Zoom ít lại chút để cho các bạn kia đi bán hàng hay là đi làm việc, đi tương tế khách hàng. Chị Thúy thì lại sợ mọi người quên là sản phẩm của mình. Nhưng mà Trang nghĩ nó mắc, các bạn mà đã yêu cái sản phẩm rồi, các bạn không thể nào dễ quên như vậy. Mình đã thương ai, yêu ai, một ai đó rồi là mình không thể mà dễ quên một sớm một chiều như vậy. Mà mình khi đã yêu ai rồi, thương ai rồi đó, thì ví dụ như bây giờ mấy bạn có tâm huyết với Kim Invita, có tâm huyết với chị Thúy, nhưng mà mình cứ lên mình ngồi mình ủng hộ chị Thúy, nhưng mà mình không đi làm cái gì cho chị Thúy vui, thì có nghĩa là cái tình yêu của hai người chỉ có một mình anh chị Thúy dựng thôi. Mà mấy bạn chỉ ngồi kiểu như là ôi em rất là yêu chị, em rất là yêu chị và anh rất là yêu em, anh muốn ngồi với em, nhưng mà chị Thúy là cái người tạo ra những cái này những cái kia, thì cái tình yêu này một lúc nào đó nó cũng sẽ không còn nữa đó bạn. Cái sâm này nó cũng sẽ chìm, và các bạn cũng sẽ không muốn bán cái sản phẩm này, hay là không muốn dùng hay là trải nghiệm. Tại vì một cái sản phẩm này nó cũng có những cái sản phẩm khác để thay thế nữa, kiểu như không phải chỉ mỗi cái Nevita làm sâm đâu, có nhiều công ty làm sâm. Nhưng mà cái là trên này muốn là hai bên phải chung tay với nhau, có nghĩa là mình thật sự thương yêu nhau thì mình làm với nhau thì sẽ được. Mọi người có vấn đề gì thì Jen Linh hoặc là chị Thúy Canh Đánh Vita hỗ trợ mọi người. Chứ còn chị Thúy sợ như vậy thì Jen nói trời không có đâu mấy bạn, chỉ là chưa có biết cái cách như thế nào để làm sao ra ngoài, làm sao tự tin lên là được các bạn. Mấy bạn cứ tự tin lên, mấy bạn chia sẻ sản phẩm, mấy bạn chưa đủ tự tin cho nên người ta không có tin bạn. Trước tiên đó là người ta phải tin bạn, phải tin bạn mới được. Tại vì không ai mua sản phẩm mà người ta bây giờ bán hàng ở trên mạng mấy bạn. Trời ơi, uống có uống sâm không mà sao bị sổ mũi vậy ta? Sao bị cảm vậy? Trên này á, uống sâm rồi mà không có điều độ giống như là chị Thúy hay mấy bạn bên kia đó. Tại vì công việc bên đây bận lắm mấy bạn. Nhiều khi mình cứ làm một cái bình sâm. Đây là cái bình nè mấy bạn. Bình là cũng làm bình con cái nắp như vậy à, thôi để sẵn đây chỉ luôn nha. Mai chiều á là sẽ có một cái bình nó to như vậy, nó to hơn cái bình vừa rồi, nó có cái nắp như vậy luôn. Ok, trời, trên này là muốn tạo cái điều kiện cho mấy bạn phải thực sự dùng. Nó có cái nắp như vậy thì để cho các bạn làm gì, để các bạn uống luôn. Rồi mấy bạn khỏi cần phải đi tìm cái ly, tại vì cái bình cũ á mấy bạn là nó sẽ khi mà nó nguội hết nguyên bình mình mới uống được, hoặc mình phải rót ra cái ly. Chị Thúy hay là Tâm có nói gì với em á, nhắc nhở em gì thì nói luôn ở trên này chứ em không có cầm điện thoại lên nha. Bây giờ chị Jenny nói lại về cái idea của chị Jenny. Uống luôn mấy bạn. Hôm nay đi lên Zoom để mà cho mọi người một ít mồi để mọi người đi câu cá, giống như là cái một ít mồi. Đây. Đây là cái bịch sâm rễ có cái trọng lượng là 227 gram. Đó, à, đúng rồi đó, 227 gram đó mấy bạn. À, nhưng mà mai chiều tới cái đoạn mà có 227 gram này rồi, rồi tới cái đoạn mà cần cái bình hay gì đó thì liên hệ với chị Thúy hay Tâm An như thế nào để có bình, hoặc là có những cái gì đó mà sẽ có bình sẽ sắp có rồi bạn. Bình là tại vì mình đặt hàng, mình làm thương hiệu, mình làm mình muốn cái chất lượng của mình tốt, cho nên mình cần nó giữ nhiệt lâu hơn từ sáng tới chiều, cho nên đó, mình cần chút xíu thời gian. Mấy bạn cứ kiên trì chút xíu thôi, mấy bạn sẽ có những cái bình rất là đẹp. Mình dùng với cái 227 gram này cũng được, hoặc là mỗi ngày mấy bạn pha, mấy bạn mời, mà nhớ là mời những cái người á, người ta thật sự muốn dùng, chứ đừng có mời đại, thấy có mời cho nó hết cái bình đó mấy bạn không có cần. Đồ của mình ví dụ như cái sâm khô chị Thiết cầm trong tay để 5 năm không hư, không cần sợ nó không hết, không cần sợ nó hư. Ok,
hết xong chưa có bình, nghe thấy là chị thấy bị người ta hói bình quá trời quá đất luôn, người ta chị cũng bị hói quá trời luôn. Nghĩa là khi mọi người có cái túi xăm này rồi và có cái bình rồi thì mình cứ làm một cái bình và mình đi ra ngoài, mình gặp những cái người nào mà có vấn đề về sức khỏe mình chia sẻ, chỉ cần 3 ngày thôi, giống như khi nãy đầu chương trình chị Jenny nói, mình tập trung vào một người khách và chia sẻ cho người đó dùng trong 3 ngày thì bảo đảm tới ngày thứ tư là cái người đó sẽ liên lạc với mọi người và tìm một cái sản phẩm để mua. Đó là những cái người mà đang có vấn đề về sức khỏe. Chứ một cái túi xăm này mà mọi người chỉ cho có đi vòng vòng chia 5-70 người thì mỗi người chỉ dùng có một lần thôi thì nó vẫn không có hiệu quả. Đúng rồi, bạn nhắm cho nó đúng mục tiêu, nhắm 3 người, 5 người thôi. Ví dụ như mấy bạn nhắm 10 người, ví dụ như 270 gram này là giống như nãy chị Thúy nói là cái muốn cho này á, là mấy bạn đã có đầy đủ hết trơn phương tiện rồi, mấy bạn có công ty dựng mạnh hàng của mình là chất lượng thì các bạn khẳng định cái chất lượng để các bạn đi bán hàng. Rồi bây giờ mấy bạn có tàu, có xuồng, có gì, có câu, có đồ, tất cả có các bạn luôn, thì bây giờ các bạn phải đi câu. Các bạn phải đi ra ngoài, chứ bây giờ nếu mình ngồi mình chỉ bán vòng vòng cho mấy người trong cái Zalo hay là cái Facebook của mình là mình sẽ không có được khách hàng mới. Ở ngoài đó có nhiều cái mấy bạn có thể bán, đó có cái anh bảo vệ trước cửa nhà hoặc là trong chung cư của bạn mấy bạn cũng có thể bán nữa. Nhiều khi mình cứ stop lại, mình nói chuyện với họ, mình tương tác với họ. Nếu mà nhà họ có ai thật sự mất ngủ thì nói em tặng cho chút xíu, cái này là của em mua, của Canavita hay gì đó, hay là của Canada, cái này là dễ ngủ lắm mấy em, là hỗ trợ được cái giấc ngủ gì đó, là em muốn giúp cho cái người nào thật sự người ta có vấn đề. Mấy bạn nhớ là cái 270 gram này mấy bạn chia cách làm 5-7 người thôi, nhưng phải nhớ là cái người có vấn đề thật sự, cao huyết áp như vậy, chị thấy cao huyết áp với mất ngủ là cái mà triệu chứng dễ nhìn thấy nhất, thì cái đó là sẽ hiệu quả nhất. Rồi lúc đó mấy bạn khi mà người ta đã mua một cái sản phẩm của bạn rồi thì cái gì người ta cũng mua hết trơn mấy bạn. Khi mấy bạn nói gì người ta cũng mua hết trơn á. Mấy bạn biết không, cái sinh viên á thật sự là nó rất là một, nói sinh viên này này cũng có cái bạn có cái sinh viên. Ở trong trên Shopee mình chưa lên hả chị thấy? Cũng sắp rồi. Mấy bạn biết không? Mình do cái cách mình thôi, ví dụ như khi mình mà đã được cái khách hàng rồi mình phải tư vấn thật sự đi mấy bạn, mình phải tư vấn bằng cái lòng của mình đi, chứ mình đừng có nghĩ là bán hàng nữa, mấy bạn phải đặt cái bạn vào vị trí của khách hàng đó. Ví dụ như người ta muốn mua hàng, mình biết người ta phải mua cho ai nữa, chứ mình đừng có nghĩ mình bán cái hộp kia 3 triệu, 4 triệu gì nó có giá trị hơn rồi mình thích bán cái đó để mình có nhiều loại hơn. Nhưng mà bạn biết không, cái hộp sinh viên này thật sự rất là dễ dùng luôn mấy bạn. Cái hộp sinh viên này thật sự rất là dễ dùng luôn, cho những người rất là lười biếng luôn á. Kiểu như là Chanh kể nha, thật ra là hồi xưa Chanh cũng ít có dùng xăm lắm, dùng cũng nước trà vậy thôi, điều điều vậy thôi, lâu lâu rồi cũng có thăng bữa dáng. Nhưng mà về Việt Nam á, chị Thúy có một lần á, đưa Chanh này đi Đắk Nông rồi đi về Sài Gòn, đi lái xe nha, chị Thúy lái xe nha. Chị Thúy đi Đắk Nông, chị Thúy về Sài Gòn. Người hai chị em về Sài Gòn mới ngủ mấy tiếng là đi Cà Mau, chị Thúy lái xe luôn nghe, rồi quay ngược lên Sài Gòn là trong vòng rất là không có bao nhiêu tiếng đồng hồ hết trơn, mà chị Thúy về. Chị Thúy giống như con quỷ vậy đó, chị không có biết mệt gì hết trơn á. Chị đẹp nhưng mà chị không có bị mệt, thật sự luôn mấy bạn. Nhưng mà do chị dùng viên xăm vây viên chị thấy sáng. Vừa leo lên xe không, chị thấy nè, Chanh nói cho mọi người nghe cái này là sự thật, Chanh chia sẻ cái sản phẩm cho mọi người nghe. Chị thấy leo lên xe, chị thấy có hai viên, coi như là cái nhiệm vụ của bà đó, hồi giờ tao phải uống mới được chứ nếu không nguyên ngày tao mệt. Tới chiều 2-3 giờ em ơi nước đâu, chị muốn uống hai viên, có nghĩa là chị thấy cứ như vậy. Thì tháng 10 năm vừa rồi mấy bạn, Chanh này có tiếp một cái đoàn phía bên Việt Nam qua, thì có mấy bạn có hải quan lại. Chanh này đang nhìn thấy 108 bạn, Chanh này rất là trân trọng những cái bạn đang ngồi ở đây. Chanh mong 106 hay gì không biết, không có quan trọng bao nhiêu, nhưng mà những cái bạn á là ngồi đây Chanh này rất là cảm ơn. Okay. Thì mấy bạn hải quan á, thì Chanh này đưa mấy bạn đi đi qua cái vùng kiểu như là Quebec á, cách đây khoảng Chanh này lái xe là 2 ngày đường. Chanh này lái xe 2 ngày đường, mà mỗi ngày á Chanh này lái xe hơn 1000 cây số, mà nói hơn 1000 cây số thì thật ra đường Canada rất là dễ lái mà. Đường Canada rất là dễ lái, nhưng mà bạn ngồi trên xe nó chứ cũng mệt. Nhưng mà Chanh nhớ lại mình là người bán xăm mà tối ngày cứ bị người ta tư vấn uống xăm không à. Nhưng mà nhớ lại thì thôi, bây giờ mình cứ lấy 2 viên nhân xăm mình bỏ vô, mình uống trước đi để mình biết là cái ngày hôm nay mình bắt buộc mình phải làm những cái việc gì. Cái này tại vì mình bắt buộc mình phải đi tới cái điểm đó hôm nay, mà nếu mình không uống là mình sẽ không có cái gì mình để hỗ trợ cho cái sức của mình. Nhưng tại vì cái sức của mình thì giống như chiếc xe vậy đó mấy bạn, mà mấy bạn chạy hoài mà nó không bỏ nhớt vô á,
có xăng đi mà không có nhớt cũng đâu chạy được, mà có nhớt không có xăng cũng đau chạy, thì mình phải hỗ trợ mà nhớt thì lâu lâu mình phải thay. Có con người mình cũng giống vậy thôi, mình cần phải để cái gì vô cho nó trơn tru, cho nó có cái gì đó thì Jen cũng làm vậy đó. Jen lái 1000 hơn cây số, thật sự mấy bạn hãy quên, nó còn ghi lại những cái tuyến đường mà Jen này đi đó. Mà tới chiều xong Jen đi ngủ, sáng lại Jen bình thường, Jen năng lượng bình thường, cứ uống 2 viên nhân sâm, với cái bình này lúc nào trên xe cũng có. Mấy bạn cứ làm y vậy, mình dùng sâm thường xuyên, mình tăng tuổi thọ mấy bạn, mình ít cái bệnh, tăng cường tuổi thọ, nó tăng 21% đó. Những cái gì Jen này nói là nó có bằng chứng hết. Jen hôm nào sẽ chia sẻ những cái bí mật của nhân sâm mà Jen tiếc quá, tại vì trước đây là Jen chỉ bán nguyên liệu cho đối tác, rồi xong rồi những cái gì của Jen này đó, Jen này cứ chia sẻ hết cho khách hàng. Thì Jen có một cái cuốn sách nó gọi là Bí mật của nhân sâm, thì mai chiều đó Jen sẽ dịch các bạn nó ra để chia sẻ với các bạn để hiểu hơn về nhân sâm. Các bạn không phải dùng cho kiểu như người khác hay khách hàng để làm kiện, nhưng chính các bạn nên dùng. Ok, các bạn nên dùng. Mà Jen cũng rất là vui hôm nay, tại vì thấy tất cả những cái người ngồi trong này đều có dùng sâm, hoặc ít nhiều gì đó. Có những bạn mà hồi lúc nãy chia sẻ đó, lúc trước mình có tặng cái viên nhân sâm, sau đó chị đó chị có mua lại một cái hộp mật ong, có nghĩa là chị dùng, thay vì chị có cái viên đó chị uống rồi thôi, nhưng mà chị tiếp tục chị mua. Cái điều đó một cái điều mà mình thành công đó mấy bạn, tại vì người ta mua lại hàng của mình là thành công. Baby, Jen thì quay lại cái vấn đề mình, khi mình tư vấn khách hàng mình phải làm thật từ cái tâm của mình, từ cái trái tim của mình, đặt mình vô khách hàng. Đừng có ép người ta mua hàng, nếu hôm nay người ta không mua thì mình cứ để cho người ta ngày khác mua. Chừng nào nhớ tới cái vấn đề gì đó thì cứ gọi cho mình, hoặc họ không nhớ mình gọi nhắc. Nhưng mình phải tư vấn cho đúng, tư vấn tiết kiệm tiền cho họ, chứ đừng tư vấn để bán kiếm được tiền từ họ, mà tư vấn kiếm tiết kiệm tiền cho họ. Thay vì ví dụ như bây giờ họ muốn mua cái hộp củ sâm về, họ mua thì bây giờ họ mua thì mình bán thôi là mình cũng được lợi nhuận cao rồi, nhưng mà mình hỏi người ta đi bây giờ. Bây giờ mình hỏi người ta đi, mua cái đó để làm gì? Ví dụ như người ta nói mua về để nấu canh hầm xương hay là gì đó, thì mình tư vấn người ta cái khác, hoặc là ăn cháo, nấu cháo gì đó. Thì mình phải tư vấn đúng cho họ mấy bạn. Tại vì mình nên nghĩ là cái tiền làm ra ai cũng vậy hết trơn á, thì mình cũng nên tư vấn đúng. Tiền bữa nay mình kiếm không được, ngày mai mình kiếm được. Ví dụ như mình làm tốt cái điều này cho người này thì khẳng định đó, ngày mai mấy bạn kiếm được từ cái người khác à. Mấy bạn biết không, ông trời có mắt, trên này không biết mấy bạn đạo gì, ok, nhưng ông trời là có thiệt. Mấy bạn mở cửa ra mấy bạn thấy ông trời, những cái gì bạn làm là có trời đất thấy. Mấy bạn cứ làm đi rồi mấy bạn sẽ được, mấy bạn cống hiến là mấy bạn sẽ được nhận lại. Mấy bạn đừng có sợ khi mấy bạn làm không ai thấy, không ai thấy không sao, ông trời sẽ thấy, sẽ trả lại cho bạn cái gì đó, các bạn sẽ được nhận cái gì đó. Chứ cho nên mấy bạn đừng có sợ mà làm mà không ai thấy mình. Mấy bạn tham gia vô, thật sự trên này có thấy, có vô từ đầu tới cuối, có nửa đoạn có, nhưng mà trên này rất là có vô theo dõi mọi người. Đó, cho nên mấy bạn cứ tự tin đi bán hàng. Có nhiều như bán hàng được hay không được là cũng do cái cách mình đó mấy bạn. Nhiều khi mấy bạn nói người ta không có đủ thuyết phục, ví dụ người ta thấy tự nhiên người ta phải mua một cái hộp củ sâm vô, cái người ta cũng thấy ngán cái hộp sâm đỏ là bao nhiêu tiền, mấy triệu, ok. Nhưng mà thay vì người ta muốn mua cái đó để người ta cho ba mẹ người ta ăn cho nó khỏe, ok, thì mình tư vấn cái cách khác, ăn cho khỏe thôi. Muốn tặng ba mẹ thì bây giờ ba mẹ bao nhiêu lớn tuổi rồi, có thể không hầm gà, mấy bạn biết không, sâm củ mình hầm gà tiếp khách một tuần mình cũng chỉ ăn được có một củ thôi, hoặc là gì đó mình nấu một lần cho một củ đi, không biết mấy bạn nấu nhiều, nhưng mà đại khái mình đâu có thể ăn gà hầm mỗi ngày, thì mình phải tư vấn người ta nên dùng cái bột nhân sâm hay là cái gì đó không có khô bột nè. Ví dụ như bột nhân sâm hay gì, sau đây cũng có đủ thứ đồ, nhưng có thiếu gì đâu trời. Đây không thiếu gì luôn. Trên này toàn có tư vấn những món không có trên kệ. Đúng, trên này tư vấn những món không có trên kệ là mấy làm biết sao không? Mấy bạn phải đi ra khỏi cái giới hạn của mấy bạn. Mấy bạn đừng có nghĩ là ngồi chỉ làm cho để ghi sao, ghi số gì đó. Mấy bạn không cần thiết phải như vậy mấy bạn. Tại vì ví dụ như khi mấy bạn lấy của chị Thúy, tại vì mấy bạn mua hàng từ chỗ chị Thúy hoặc là mượn hàng từ chỗ cô Thúy gì đó, mấy bạn cũng có tiền thưởng mà, cũng có chiết khấu cao mà. Chị thấy cho chiết khấu cao chút xíu như thế. Tại vì nếu chị thấy bằng Shopee thì tại sao người ta phải làm cho chị như thế? Cao hơn chút xíu chị. Shopee cho 30%, chị cho 35% cho em. Khi nào mà Shopee nó thảy hàng lên kệ, trả mấy bạn nó về cho Shopee, ok? Có nghĩa là chị
tranh thủ nhanh nhanh để mà đưa mấy cái sản phẩm chị Jenny đang nói lên kệ, ví dụ như là xăm viên nè mọi người, là sắp lên rồi. Nói chung là bên mình có tới rất là nhiều sản phẩm mọi người, tới hơn mười mấy sản phẩm lần, thì mọi người an tâm là sắp tới mình sẽ có rất là nhiều sản phẩm để mà chia sẻ. Cái xăm bột này nó hay lắm mấy bạn, tại vì mấy cái xăm kia thì mấy bạn không hề có USB học nhiều đó này. Bây giờ cho nói cái xăm bột này, xăm bột hay xăm viên gì nó cũng rất là tiện dụng. Tất cả những cái gì mà công ty làm ra thì đã có rất là nghiên cứu để cho mọi người dùng, rất là nghiên cứu kỹ. Tại vì ở Canada hay là ở Mỹ hay là ở châu Âu gì đó, ở phương Tây, người ta rất là quý cái thời gian người ta có. Người ta rất là quý cái... Ủa nó nghe này, nãy giờ trên này nó có bị quá nhiều không vậy ta? Là không chị. Nó thoải mái chị ơi. Có chị Thúy phụ với chị kìa. Cho nên thấy ở nước ngoài đó, người ta rất là coi trọng cái thời gian, cho nên họ sẽ không có thời gian để mà dùng, để mà hầm gà tìm hay là gì đâu mấy bạn. Cho nên những cái gì mà tiện nhất đó, mà hiệu quả là người ta sẽ dùng. Ok, mấy bạn ví dụ như có xăm viên thì mấy bạn cứ nói với mọi, như kiểu như ba mẹ đi, ví dụ như ai mua xăm viên thì nếu mà dùng cho ba mẹ cho nó thôi, bây giờ ba với mẹ sẽ lười lắm, hoặc là lớn tuổi người ta cũng sẽ không có thời gian để nấu, cứ hai viên xăm viên để vô trong người một ngày. Mà phải nói là ba mẹ phải nên uống nha. Cái này con mua mắc lắm, con mua tới 3-4 triệu lần đó, con mua ở nước ngoài á, là ba mẹ phải uống thôi. Tại vì nhiều khi ba mẹ không có uống, không uống là không có đem lại cái hiệu quả. Hoặc là cái xăm bột mấy bạn, nhất là mấy người mà người ta bị bệnh đó mấy bạn. Mà cái xăm bột này nè, mà mỗi người người ta cứ nấu cháo đó, nấu một cái nồi cháo gì mà mấy bạn thích đó. Cháo gì cũng được, cháo gà, cháo vịt, cháo gì cũng được mấy bạn cứ, hoặc là cháo trắng thôi cũng được nữa. Mấy bạn bỏ một chút bột gì đó vô cho nó vừa ăn đó, không biết nữa, không biết nấu. Rồi mấy bạn bỏ một muỗng xăm, nửa muỗng cà phê xăm này vô, mấy bạn ăn nó tỏa nhiệt, kiểu như nó giải nhiệt luôn, nó đào thải, người mình nó khỏe luôn đó. Đó, cho nên nó là do mình thay vì người ta là lúc nãy người ta phải mua, người ta hỏi mua cái củ xăm về nấu cho ba mẹ là 2 triệu mấy, 3 triệu mấy gì đó. Thì bây giờ mình tư vấn người ta thôi, bây giờ mua cái này đi dễ dùng. Mình không có bị hao hụt, giống như là phí. Tại vì mình nấu một nồi gì đó, mình bỏ nguyên củ sâm, còn này mình nấu một nồi cháo để mình chỉ múc ra một chén cháo rồi múc cái này vô để vô thì mọi người ăn, kiểu như ba mẹ ăn là đã đạt rồi. Còn cái củ sâm người ta mua, mấy bạn tư vấn theo cái hướng là hầm gà đại khách thế này nọ rồi ngâm rượu này nọ rồi cho mấy anh, cái gì mình cũng bán được hết trơn. Mình phải thật tìm cách tiết kiệm tiền cho khách hàng mà thật luôn á. Đúng rồi, mấy bạn đó, mấy bạn bỏ xăm, mấy bạn muốn nấu cháo ăn thì mấy bạn nên dùng cái này mấy bạn. Mấy bạn dùng cái xăm bột, mấy bạn thực sự hiệu quả lắm luôn á. Trên này kể chút xíu cho nghe, mẹ của trên này ở bên Mỹ á, mẹ trên 72 tuổi phải không chị Thi? Mẹ 72 tuổi. Mẹ khỏe lắm, mẹ dùng xăm á là giống như ở trong nhà của trên này mẹ dùng xăm, mà mấy cái người làm cùng với mẹ không có chịu ngồi ở nhà. Mẹ 72 tuổi mẹ vẫn đi làm neo mấy bạn. Mẹ làm neo mà người ta không biết mẹ 72 tuổi luôn, mẹ vẫn đi làm neo. Giờ mấy bạn 30 mấy tuổi không khỏe như mẹ. Mà mẹ không 4-5 năm rồi mẹ không có thấy bệnh, mẹ không có bị cảm, không có gì cho mẹ là cái người là chỉ uống gì thôi, bình trà gì thôi mấy bạn. Không bệnh, 70 mấy tuổi rồi không có bị cảm, sốt, không có gì hết trơn á. Không có than nhức mỏi gân cốt gì, chứ ngày xưa trước khi mẹ dùng đó mẹ cứ than đó, tao mỏi quá, tao nhức quá, tao bị cảm này nọ. Bây giờ mẹ cũng than, nhưng mà mẹ than ôi tao mệt mấy cái con hàng xóm quá à, kiểu dạng vậy đó, chứ không còn mệt mỏi gì cơ thể của mình đó. Cho nên mấy bạn làm sao để cho cái khách hàng thật sự của bạn hiểu được cái điều đó, mấy bạn làm sao cho mấy bạn hiểu được cái điều đó. Hồi nãy giờ Jenny nói hơi bị quá nhiều, nhưng mà tại vì Jenny còn rất là nhiều điều muốn nói luôn đó. Nhưng mà thôi hôm nay mình chốt lại đi, đừng cho tới chị Thúy nói gì đó rồi mọi người đi ngủ chứ. 9 giờ luôn là 9 giờ mấy rồi. Là hôm nay Jenny muốn gửi tới mọi người một cái gói xăm lát. Không phải xăm gì chị Thúy? Xăm fiber 227. 227 gram. 227 gram. Thì mọi người dùng cái sản phẩm này, mọi người mời những cái khách hàng thật sự. Nhưng mà hôm nay thật ra là không phải là Trinh tặng hết cho mọi người ở đây. Trinh chỉ muốn bạn nào thật sự muốn làm cái gì đó để tri ân lại chị Thúy với bạn
Tâm An là cứ mở zoom nè, chia sẻ quà tặng mini game đùm luôn. Thì Chen muốn mấy bạn á, làm một cái gì đó để 2 tuần nữa hoặc là 3 tuần nữa gì đó mình gặp lại, từ 227 gram này các bạn có làm được cái gì hay không. Cái này là giống như là mấy bạn đã có đủ các phương tiện, bây giờ Chen thì chỉ đưa thêm một chút xíu mồi câu nữa thôi, các bạn đi ra ngoài mấy bạn làm. Tại vì Chen thấy mỗi lần mấy bạn trúng mini game có 100 gram thôi, 100 gram á mấy bạn biết không, chỉ để dùng đủ nhà mình thôi. Thì Chen này thấy sợ, nhiều khi mấy bạn cũng tiếc của mấy bạn sao không cứ dám mời đủ cái lượng để cho người ta uống cho nó đạt. Cho nên Chen muốn là 227 gram này các bạn phải mời tầm 5 người, 7 người, mời thật sự cho những người mà có vấn đề. Rồi sau đó 2-3 tuần lễ sau, mình có thể hoặc là 1 tháng sau gì đó, mấy bạn quay trở lại, mình sẽ nói chuyện với nhau là khi bán hàng mấy bạn gặp cái vấn đề gì. Tại hôm nay có thời gian mình không có thể chia sẻ hết những cái cách bán hàng các bạn. Bán hàng thì cứ trước hết là từ cái, phải nói như thế nào cho người ta tin thôi, chứ không thể chia sẻ hết trong một sớm một chiều. Đó, thì phải chia sẻ cho chừng 5-7 người thôi. Maximum là 8 người mấy bạn. Đừng có chia sẻ nhiều quá. Chia sẻ nhiều quá cái hàm lượng xanh mấy bạn không có dùng đủ cho cái khách hàng đó, hoặc là cái khách hàng tiềm năng đó, thì sẽ không có mang lại cái hiệu quả tốt. Cho nên mình phải mời rất là tập trung. Cái túi xâm rễ này nhiều lắm trên này. Mỗi lần mà mình pha một cái bình như trên này khi nãy á, thì mình để khoảng một nhúm về đây nè mọi người. Một nhúm như gì đây nè. Một nhúm gì nè. Thì cái này nó cũng là nhiều rồi. Đó. Cho nên là cái túi xâm rễ 227 gram này á, nếu mà bình thường mình xài á, khoảng 1-2 tháng, 2 tháng là cái chuyện là rất là nhiều đó. Cho nên là khi mà mình đi ra ngoài mình dùng, mình pha một bình á, là mình dùng khoảng một nhúm như vậy. Thì một nhúm như vậy đây á, là mình có thể mời được trong một ngày đó một người dùng một ba lần á, một ngày 3-4 lần á. Mình mời khoảng một ngày, mình tập trung vô khoảng 3 người trong một ngày mình mời thôi, mình đừng mời nhiều. Đừng mời nhiều người quá, để cho một cái người đó một ngày người ta có thể uống đủ cái lượng xăm. Thì ngày thứ hai mình lại tiếp tục mời ba cái người đó, và mời khoảng ba người, đúng ba người đó luôn, đừng mời người mới, đúng. Mời khoảng 5 ngày trong ba người đó thôi, và sau 5 ngày tiếp tục mình lại mời tiếp ba người khác. Và mọi người cứ tiếp tục làm như vậy, một cái bịch xăm này mọi người có thể mời được tới 20-30 người là nó, tại vì nó rất là nhiều. Nhưng mà nhiều lắm, nó nhiều lắm, nó là 227 gram, nó rất là nhiều. Nhưng mà mỗi ngày mọi người phải tập trung vào 3 người thôi, và mình cứ nhân lên cho tới khi hết cái bình này, chắc chắn đó là mọi người sẽ có rất là nhiều cái khách hàng. Đúng rồi, phải mời đúng người vậy đó mấy bạn. Mời 3 ngày một người, mấy bạn mời 3, mời đúng cái hàm lượng, mời đủ để người ta dùng, để người ta cảm thấy hiệu quả. Nhưng mà nhớ là cái người đó phải thật sự muốn dùng. Chứ còn người ta chưa có muốn dùng mà mấy bạn đi mời, người ta cũng sẽ không dùng đâu mấy bạn. Mà bây giờ là tất cả những bạn nào muốn là đều sẽ có. Bên đây mình có 100 người trong này đúng không? Ai muốn đều sẽ có. Ok, cái này giống như một chút mồi câu thôi mấy bạn. Không có, thật sự là Jenny có thể tài trợ cho tất cả những cái bạn ngồi ở đây hôm nay, tất cả đời luôn dùng xăm. Khi nào mà Jenny còn bán xăm, Jenny cũng có thể làm được cái điều đó. Nhưng mà Jenny muốn như vậy nè, Jenny muốn mấy bạn thật sự đi ra làm cái gì. Jenny muốn mấy bạn sau này có được cái phần thưởng, chứ không phải là những cái phần quà. Các bạn làm được cái gì đó có giá trị thì các bạn sẽ được cái phần thưởng. Chứ mình, nếu mình muốn nhận quà thì có nghĩa là người ta thích thì người ta cho, người ta thích thì người ta tặng. Hoặc là người ta làm cái gì đó, bạn làm cái gì đó thì đó, mới nói lo đọc tin nhắn mấy bạn. Em muốn quá trời luôn. Chị thấy em muốn, chị chống mặt em muốn, chị thấy gán. Bạn nào muốn, bạn em đó muốn sẽ được. Thì mình sẽ có, hôm nay có cái link mini, có cái link Zoom á, Tâm. Thì Tâm sẽ share ra vào để cho mọi người cùng điền vào cái form trong đó. Và những cái người điền form sẽ được nhận một cái món quà từ chị Jenny. Có nghĩa là mọi người cùng quyết tâm, cùng lập một cái lời hứa với chị Jenny là sẽ dùng cái bịch xăm này để đi ra, để mà đi lan tỏa, bước ra khỏi cái Zalo, bước ra khỏi cái Facebook, không phải chỉ là đăng bài trên online, mà mọi người phải tiếp cận đến khách hàng. Và khoảng 2-3 tuần sau nữa thì chị Jenny sẽ trở lại và để nghiệm thu. Đúng rồi.
Chanh vừa thấy là có một bạn đó là giờ giải lao của bạn đó có 20-30 người thì bạn dùng cho 3-4 ngày bạn mời. Bạn mời thật sự bạn mời, ví dụ như bạn có cái bình thủy đi, ví dụ như mình không có bình giữ nhiệt chấm gì. Thì mấy bạn làm từ cái bình thủy, mình lấy cái bình thủy mình mời người ta. Thì tại vì khi mà mấy bạn mời mà bằng cái tâm của bạn thì người ta cũng sẽ dùng đó chứ. Tại nhiều người người ta cũng chưa có muốn dùng mà mình mời á, là mình mời người ta dùng thật. Mình nói mấy bạn ơi, cái sâm này là mình muốn mấy bạn dùng thật. Chứ cái này không còn thử, mấy bạn vua ngày xưa người ta đã thử rồi, mình không có cần thử nữa. Bây giờ ai dùng thử đừng mời mấy bạn. Ví dụ như trong nhóm đó, mấy người ta nói muốn uống thử thì mấy bạn nói không có uống thử, uống thiệt. Tại vì uống sẽ có hiệu quả mà còn thử cái gì nữa. Bây giờ không có thử gì nữa hết trơn, người ta đã mua, người ta đã uống bao nhiêu, bây giờ mấy cái cán bộ cấp cao luôn, dùng quá trời luôn rồi. Mấy ổng đã không sợ rồi, tại sao mà mấy bạn còn sợ nữa. Không thử, ai thử thì mấy bạn dằn lại cho trên này vậy. Mấy bạn nói không thử, thiệt, thì dùng, ngày mai uống nữa, ok. À, mình cũng nhưng mà mấy bạn phải cho người ta uống cái lượng cho đủ nha mấy bạn, chứ lượng mà ít quá là cái đó không hiệu quả. Tại mấy bạn phải chờ trên này nghe, trên này là đưa cho hiệu quả nha. Không hiệu quả là không phải trên nha. À, đừng có tiếc. À, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người á, là những cái event mà của bên Hiệp hội Nhân Sâm hoặc là bên Lãnh sự quán Canada tổ chức tại Việt Nam mà mình với lại Jenny đi ra ngoài để lan tỏa đó, thì thường mình dùng một cái bình thủy rất là lớn mọi người, và một cái nhúm sâm khi nãy đó thì khoảng trên một cái bàn tay về đây thôi, thì mình đã để vào trong đó và mình pha từ sáng đến chiều luôn. Có nghĩa là nước nó cứ sôi lên thì cái bọt nó cứ sủi lên, là cái saponin đó mọi người rất là nhiều ở trong đây. Và thường là một ngày vậy đó mình mời hơn 100 người khách đi vào trong cái sự kiện đó. Và mọi người biết không, trong khoảng một tuần mà đi ra đó là những cái bịch sâm hoặc là những cái hộp sâm lát là chuẩn bị là không có bán hết, không có đủ bán luôn đó mọi người. Tại vì khi mà ai cứ dùng một cái ly sâm là người ta đã... Người, nếu mà ngày đó người ta không mua thì người ta về người ta cũng liên lạc lại với mình là người ta sẽ mua. Mấy bạn như mỗi ngày mình vô Zoom nhìn mấy bạn, đừng có lo là cái Zoom của mình có bao nhiêu người. Quan trọng là mình không có cần cái đội của mình có 1.000 người. 1.000 người nhưng mà 900 người họ không làm gì hết, hoặc là 990 người họ không làm gì hết cũng không có gì hết trơn á. Mấy bạn biết không, những cái gì của mình ngày mai là mình phải làm từ hôm nay nè. Những cái gì của mình ngày mai là mình phải làm từ hôm nay. Mà các bạn biết không, ở bên Việt Nam á, Jenny thấy á, là cái tương lai của mình á, cái sau này của mình nó rất là bấp bênh luôn á. Có nghĩa là bệnh hoạn thì không có được, mình phải có tiền. Mình thấy người ta nói cái gì đó bạn, cái gì quên người ta, bệnh á, tiền thì không có làm hết bệnh, nhưng mà bệnh sẽ làm hết tiền. Ok, mấy bạn phải trước là mấy bạn cho mấy bạn, rồi mấy bạn phải nghĩ tới cái điều đó. Mấy bạn muốn phải lan tỏa cái điều đó, thật sự cái điều đó tới cho những người khác. Thì mấy bạn bây giờ còn mấy bạn phải có sức khỏe để mấy bạn đi kiếm tiền. Mấy bạn cần phải kiếm tiền. Ở Canada như trên này là đi mổ bố cổ hay là cái gì đó, mình không có bị tốn một đồng nào hết trơn á. Mình cũng không có cần phải mua bảo hiểm, cái đó có nhà nước lo. Nhưng mà ở Việt Nam mấy bạn phải tự lo, mấy bạn phải làm. Mình không có biết được ngày mai là cái gì, cho nên bây giờ mấy bạn muốn cho cái tương lai mấy bạn sao thì bây giờ mấy bạn làm từ bữa nay. Mấy bạn làm thêm mấy bạn nói thiệt á, tại vì Chanh thấy là mình ở bên Việt Nam có nhiều cái phải lo lắm, rất là nhiều cái phải lo luôn. Chanh về bên đó Chanh rất là sợ mua đồ luôn á, tại vì Chanh thấy chị Thúy đi đổ xăng cái 1.000.000 đồng là như Chanh thấy đang mua được cái nhà luôn rồi. Cho nên Chanh nghe Chanh sợ quá trời. Có nghĩa là nó mấy bạn phải làm, tại vì nếu mà mình bán hàng thì bây giờ có sẵn hết trơn rồi đó. Mấy bạn là Chanh này tạo điều kiện như vậy thì Chanh này mong là mấy bạn làm được cái gì đó để tri ân những cái mentor mà cả tháng nay làm, gửi bạn thực tế chút xíu, mấy bạn đi ra thực tế. Mình phải đi đánh trận chứ. Có nghĩa là hiện tại mình vẫn còn đang trồng khoai lang, trong khi người ta đã đánh 2-3 cái thành trì rồi mà mình vẫn còn ngồi trồng khoai lang. Bây giờ mình phải đi đánh là về mình có thể trồng khoai lang chỉ là thú vui thôi. Bây giờ mình phải làm cái gì, bạn phải mạnh mẽ, phải đi ra, phải nỗ lực, phải cố gắng lên. Chị thấy là tôi chỉ nói như thế chứ em là nói tới sáng mà cô không hết nữa. Thì nói chung là chương trình hôm nay thì nó cũng là như vậy. Và ý chị Jenny là chị Jenny cũng đã nói hết rồi. Và bây giờ mình sẽ thực hành thôi, chứ mình không có còn là lý thuyết nữa. Lý thuyết là mình đã học nhiều rồi, cứ 1-2 ngày cứ vô học Zoom. Thì bây giờ mình sẽ không có còn phải bỏ nhiều cái thời gian vào học nữa, mà mình sẽ ra ngoài mình đánh trận. Mình sẽ đi thực tế luôn nha mọi người.
Và thế mấy bạn không có gì chứ mấy bạn, không có cái nào mà thất bại chứ mấy bạn. Tại vì bán hàng 10 người không được thì 100 người. Với ngày xưa trên này bắt đầu cũng không có gì đó mấy bạn. Mấy bạn bây giờ bắt đầu có chị Thúy, có công ty đứng sau, trên này bắt đầu không có gì hết. Mà trên này công ty ra xăm sao đẻ muộn trước mình đó là đã có hàng trăm công ty rồi. Nó có rất nhiều công ty rồi, nhưng mà bây giờ mình ra sao, nhưng cái gì? Chanh nhắc với bạn này thêm lần nữa, cái này Chanh chưa nói nhưng mà nhắc thêm lần cho nó là khi mấy bạn đi con đường ấy, mình nhìn thấy bên kia có xăm này, có xăm nọ, xăm kia, mình đừng có lo, mình đừng có lo người ta làm cái gì, mình chỉ quan tâm cái chuyện của mình làm đi mấy bạn. Mình chỉ nghĩ tới cái chuyện mình làm thì mình làm sao tốt cái chuyện của mình đi, còn cái chuyện mà hàng xóm hay là bên đây đối tác này đối tác nọ, cái đối thủ này đó, mấy bạn đừng có lo, là đã có công ty lo rồi, mấy bạn cứ đi bán thôi. Có rất là nhiều đường để đi qua quận nhất, có rất là nhiều đường để đi qua quận 3. Người khác đi đường này, mình đi đường khác, hoặc là mình cũng có thể đi cùng đường, tức là mình đi song song, mình đi trước đường sau, cùng một đường có hai ba len. Mấy bạn đừng có sợ bán sản phẩm, mấy bạn đừng có sợ là đụng cái sản phẩm này, đụng cái sản phẩm kia. Chỉ sợ cái khó là khi bán một cái sản phẩm, bạn bán hai cái sản phẩm giống nhau, có nghĩa là ví dụ là xăm đi, nhưng mà cái sản phẩm kia không chất lượng, sản phẩm này không chất lượng hơn, thì ví dụ như cái đó là khó cho bạn khi mà cái sản phẩm kia đó mà nó không có đạt giống như sản phẩm này, thì mấy bạn cũng sẽ bị người ta càm ràm này nọ, rồi nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên trên này nó thiệt luôn á, là trên này chỉ cần cái chất lượng. Những cái người ngồi lại hôm nay ở đây, ok, trên mong là trên gặp lại ngày mai trên đi Đức, nhưng mà vài ngày nữa trên có đi vô Việt Nam, thì trên mong là trước khi trên về trên sẽ đi vô Việt Nam, nhưng mà trước cái ngày mà trên từ Việt Nam quay lại Canada, trên muốn có một cái Zoom để cho các bạn chia sẻ lại trong 3 tháng, 3 tuần này, 2 tuần này các bạn gặp cái gì khi các bạn đi bán hàng, và những cái gì mà nãy giờ trên này chị Thúy chia sẻ đó, các bạn làm được như thế nào và người ta phản ứng lại như thế nào, rồi lúc đó mình tính tiếp. 227 gram không được thì mình làm 500 gram. Mấy bạn đừng có lo, mình có điều kiện, ok? Mình có điều kiện. Không có gì ngoài xăm á. Không có gì ngoài xăm. Ok. Đó. À, có nghĩa là chắc phải là làm một cái giống như kiểu như fan club á. Giờ chị trên thì nhiều fan hâm mộ quá, cho nên trước khi chị thì về lại Canada chắc phải tổ chức một cái buổi họp mặt offline chứ không còn online nữa nha mọi người, ở showroom gì đó, có thể mọi người kéo ra rần đồ nọ. Ra trên này thích gì nè mấy bạn, thích là ví dụ như mình làm mình đam mê mấy bạn, mình vui đó. Thì trên này chia sẻ này nói đây, mà thực ra cái điều này là cái điều mà trên này kỹ nhất là không bao giờ nói. Làm xăm là tay phải, thật sự là cái nghề tay phải, nhưng tay trái dài hơn tay phải, nhưng mà lại làm tập trung cho cái tay phải nhiều hơn, có nghĩa là vì đam mê bạn, rất là đam mê, tại vì mình mang lại một cái gì đó cho cái người, cho con người của mình á, khỏe là gì đó mình cũng cảm thấy vui nữa. Tại vì nhiều khi trên này hay chọc CEO Hiếu Trần á, trên nói đừng có chỉ tập trung kiếm tiền, hay là đừng có ngồi không, hay là lúc mà nó còn nhỏ đó mình nói là chỉ có ngồi thôi, ăn không á là mình chết á, là mình sẽ tái sinh lại thành cái con gì mà được người ta nuôi á. Còn bây giờ mình phải làm một cái gì có giá trị, thật sự là mình sẽ tái sinh lại, mình sẽ làm cái gì nó có giá trị. Hồi lúc nhỏ nhỏ hay dạy Hiếu vậy đó, cho nên bây giờ mình phải làm cái gì có giá trị thật sự. Các bạn đi ra đi làm đi, hẹn mấy bạn 2 tuần hay là 3 tuần gì đó. Còn cái chuyện mà sau này khi mấy bạn làm á, mình có một cái nhóm của mình á, mà chừng nào nó to to lên, mà to lớn lên, cái group của mình nó lớn lên mà nó mạnh thật sự á, có nghĩa là cái group của mình là thật sự, ok, là những người thật, những người bán hàng thật, cho khách hàng thật, ok, thì mình sau này mình sẽ có là Bắc Trung Nam vậy đó, của Canada, rồi mình lâu lâu mình sẽ tổ chức những cái bữa tiệc mà nhậu không say không về từ nhân sâm của Canada. Trời ơi, rượu, cái gì rượu mình cũng là kiểu như không có gì ngoài rượu sâm luôn mấy bạn, cho nên rượu sâm bao say luôn, tại vì không say luôn. Cho nên mấy bạn hôm nay thật sự là hôm nay kiểu như là có nhiều cái mà chị thấy là Trinh nói chia sẻ gì đó, mà mấy bạn mà không bán được hàng nữa đó, thì thôi lần sau đừng có vô gặp Trinh nha. Hôm nay phải làm được một cái gì đó, không phải làm cho Trinh này đâu, Trinh này không có cần làm gì cho Trinh đâu, thiệt sự luôn á. Trinh này nói gì thấy là bán hàng không được lỗ, mình phải thật sự có những cái bạn bán hàng thật sự. Trinh này không có cần làm gì, nhưng mà hôm nay Trinh vô Trinh chia sẻ là Trinh muốn mọi người làm cho mọi người phải làm cái gì đó mà lập cái thành tích cho mọi người, chứ không phải cho trên này. Mấy bạn có thành tích, mấy bạn có thưởng, trên này muốn mấy người được thưởng chứ không phải là được tặng quà. Thật sự là bây giờ trên này dừng ở đây, ok.
rồi trả lại mít, tắt mít chị đi Tâm, chứ nếu không là chị tiếp tục chị nói nữa đó. Ok, cảm ơn Jenny rất là nhiều. Khi nãy đầu chương trình thì có mấy bạn chat lên nói là ồ, sao chị Jenny với lại chị Thúy giống nhau vậy. Thì cũng nói với mọi người, mẹ của Jenny thì chị gọi là mẹ, rồi ba của chị thì Jenny gọi là ba. cho nên là cũng phải cũng giống nhau ha mọi người. Thì hôm nay thật sự là rất là vui, mọi người ở trong Zoom thì thấy mọi người cũng tương tác rất là nhiều. Mình cũng biết là mọi người rất là yêu quý Nhân Sâm Canadian Vita, cũng như là Jenny, cũng như là Thanh Thúy. Thì hôm nay mình gặp gỡ ở đây như là cả một cái gia đình, mình ngồi trong đây giống như chị Jenny nói là không có cần phải hô hào hoặc là kêu gọi nhiều người, mà người ta vào đây giống như là người bên Ngô mà lòng bên Sở thì cũng không có nên. Cho nên là thật sự mà mình phải ngồi ở đây, nhưng mà tâm huyết mình cũng phải đặt ở đây, thì cái đó mới là điều đáng trân trọng. Thì sau đây thì mình cũng chia sẻ về cái vấn đề chương trình của mình sắp tới. Thì giống như khi nãy chị Jenny cũng nói với mọi người á, mình không phải chỉ có 90 ngày tốc chiến. Cái điều quan trọng mà Canadian Vita muốn mọi người ở đây là mình sẽ đồng hành với nhau, thời gian sẽ rất là dài, thật sự rất là dài, rất là nhiều năm nữa. Giống như hiện bây giờ thì trong Việt Nam mình có những cái dòng sâm đang làm chủ thị trường, thì sắp tới như Canada sẽ làm chủ như vậy, thì mình mong rằng tương lai mình sẽ đi rất là dài, chứ không phải chỉ 90 ngày dừng lại. Và những cái sản phẩm của Canadian Vita một khi lên kệ, một khi đưa tới tay khách hàng, thì rất mong là những cái sản phẩm đó đều được sử dụng, chứ không phải là mua về để mà bởi vì có cái chương trình khuyến mãi hoặc là flash sale để mà ôm hàng. Những cái sản phẩm mà Canadian Vita hiện bây giờ đưa lên kệ thì mọi người cũng biết lý do tại sao mà nó dùng rất là hiệu quả trong một cái thời gian không dài. Giống như khi nãy chị Jenny nói, như là sâm lát hay là sâm rễ hay là những cái sản phẩm mà liên quan đến sâm, thì nó là nhân sâm 5 năm tuổi và cái dược chất của nó cao, cho nên là cái chất lượng của nó làm nên cái giá trị của nó như vậy. Cho nên thật sự rất là tiếc khi mà những cái sản phẩm giá trị như vậy mà mình không được đưa tay đến khách hàng, mà mình chỉ mang để mà mình ôm lại, để mình giữ lại, để mà mình lên sao lên số, thì cái việc đó là cái việc công ty không có ủng hộ, không có muốn làm cái điều đó. Và tất cả những cái sản phẩm hiện bây giờ đang có trên kệ là chúng tôi đã xét một cái giá rất là hợp lý để cho mọi người mua. Cho nên là sẽ không có những cái chương trình khuyến mãi, không có những cái chương trình để cho mọi người ôm hàng. Cái đó là cái điều mà muốn nói với mọi người. Nhưng mà hòa chung với lại cái không khí mà mọi người đang rất là nhộn nhịp bây giờ, thì công ty cũng đã tổ chức cho mọi người một cái chương trình để cho mọi người vui, để cho mình có cái động lực để mà mình đi ra ngoài tìm kiếm khách hàng để mình làm việc, chứ không mong muốn là mọi người sẽ mua ôm hàng để mà chạy doanh số. Thì đây là một cái mình cũng chia sẻ màn hình với mọi người. Đây là cái chương trình đặc biệt mà công ty đã muốn gửi đến với mọi người. Thì đây, những cái trong 90 ngày tốc chiến là bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7. Mình đi dài dài đi mọi người, mình đừng có đi 10 ngày nửa tháng thì nó sẽ rất là mệt cho mọi người, sẽ phải chạy rất là mệt. Thì cái combo quà tặng gồm có rất là nhiều những cái sản phẩm mà hiện bây giờ chưa có mặt ở trên kệ Robby. Và cái hộp quà tặng hoàng gia đầu tiên là đây là một cái hộp rất là có giá trị mà trên kệ Robby không có. Và cái hộp xăm bột, cũng như là một cái hộp tăng cường sinh lý nam và viên xăm nang, rồi một cái túi xăm rễ 750 gram cộng với một cái bình giữ nhiệt là mọi người đang chờ đợi.
Thì cái combo quà tặng này gồm có 10 cái phần quà này sẽ tặng cho 10 giải khuyến khích. À, trong trong những cái ngày mà vừa qua đó thì mọi người biết không, cái best seller của bên mình á là mình không có chương trình gì, thì những cái best seller là bán đến cái trị giá 100 triệu là cái chuyện bình thường, mỗi tháng các bạn vẫn thường xuyên bán. À, khi mà mình không có chương trình gì hết đó mọi người, thì bây giờ mình cho mọi người trong 3 tháng luôn, thì với cái tổng giá trị là doanh số của mọi người trên 50 triệu thì sẽ được chọn vào cái phần làm giải khuyến khích, 10 giải khuyến khích này, và trong đó gồm có những cái combo quà tặng như ở trên mọi người nhìn thấy, là cái tổng trị giá của cái combo quà tặng này là 9.500.000 đồng. Và cái giải thứ ba đó là vẫn là cái doanh số từ trên 50 triệu trở lên thì có tổng cái combo quà tặng này kèm theo 100 đô Canada nữa. Mọi người để dành lên để sắp tới mình có những cái chương trình đi qua Canada, mình lấy tiền này mình xài. Biết đâu đi Canada sao xài. Đó, cái này cũng là cái ý riêng đó của nhà BBB. Và cái giải thứ hai cũng là cái này, nhưng mà tổng doanh số lên tới là 300 đô Canada thì mình cũng để dành cái tiền Canada này cất lên để mình có một cái chuyến du lịch sắp tới ha. Và cái giải giải thưởng giải nhất là một cái giải đặc biệt là gồm có combo quà tặng trị giá 9,5 triệu cộng với lại 600 đô Canada. Thì đây là một cái phần khích lệ. Thật ra cái doanh số mà này nó không quá là nhiều. Bởi vì bình thường á là ở thấy các bạn best seller bên mình á là mỗi tháng doanh thu của các bạn cũng đã hơn 100 triệu rồi, thì mình chia sẻ với mọi người cái hộp sâm, một cái hộp sâm hoàng gia là hiện bây giờ đang không có ở trên kệ Robby. Những cái sản phẩm mà nằm ở trong cái combo quà tặng á là những cái sản phẩm độc đáo nha mọi người. Đây. Mình chia sẻ với mọi người thì cái hộp quà tặng này nó rất là đặc biệt. Và kèm theo những cái phần thưởng khi nãy mọi người cũng nhìn thấy. Để mình gửi thêm. Rồi đây, để mình chia sẻ thêm cái này. Kèm theo là trong xuyên suốt những cái lúc mà mọi người chạy tốc chiến á, thì cũng có những cái chương trình Black Sale để hỗ trợ thêm cho mọi người. Ví dụ như mình mua một cái combo 3 sản phẩm là trị giá 349.000, 3.490.000, thì mọi người sẽ được thêm một hộp xâm lát này nữa. Khi mà mình mua những cái combo này sẽ cộng dồn lại, sẽ kết hợp ra thành một cái doanh thu mà để cuối cùng mọi người có thể đạt được cái top nha mọi người. Và mọi người có nhìn thấy mình chia sẻ trên màn hình đây, có thấy chị chia sẻ không Sương? Thấy chị. Đây là cái vòng quay, mọi người đang nhìn thấy cái vòng quay phía bên tay phải của mình nè, cái vòng quay may mắn nè mọi người. Thì trên đây nó có rất là nhiều cái sản phẩm, và khi mình quay vào cái số này thì 100% là nó trúng giải nha mọi người. Thì khi mà mình mua những cái chương trình flash sale hay mình mua cái gì đó, miễn làm sao mà cái doanh số mọi người đạt đến 10 triệu, mình không giới hạn thời gian, là trong cái thời gian là từ ngày 10 cho đến ngày 31 tháng 7 mà doanh số của mình đạt được 10 triệu thì sẽ được một vòng quay. Và một vòng quay này là 100% trúng giải nha mọi người. Những cái giải mà đang có trong vòng quay này. Đâu rồi? Cái màn hình đâu rồi? Thôi bây giờ tắt. Rồi. Ok. Hello mọi người. Sao chị? Rồi xong rồi, chị đã tắt cái dừng chia sẻ chưa? Rồi bây giờ chị dừng chia sẻ nha. Bây giờ ngoài cái phần chị đã chia sẻ hết cái phần của chị chưa? Cái phần thưởng gì của chị chưa?
Rồi thì đó là cái chương trình của 90 ngày tốc chiến. Thì hy vọng là một ít cái chương trình này sẽ giúp cho mọi người có thêm một chút xíu động lực để mà chạy đua ha. Nhưng mà mấy bạn ơi, mà cái phần đó là cái phần của chị Thúy nha, cái phần đó là cái phần của Channeling nha, của tóc chiến gì đó, chạy đua gì không biết, nhưng mà Channel sẽ đứng bên đường chờ mấy bạn, quan sát mấy bạn làm như thế nào. Cái phần thưởng của Channel thì Channel sẽ không đưa ra một cái tiêu chí cụ thể. Cái phần của chị Thúy là cái phần các bạn sẽ được nhận, là khẳng định được. Còn cái phần của Channel hoặc là của Canavita gì đó thì là cái phần đó là Channel sẽ đứng bên đường quan sát các bạn, rồi Chanh này sẽ dựa vào một vài cái tiêu chí nào đó mà Chanh này không nói trước. Ví dụ như các bạn không có thể không bán được hàng, nhưng mà mấy bạn là những người rất là nhiều khi mình không bán được hàng, nhưng mà mình cổ vũ người ta bán hàng cũng tạo được cái năng lượng cho cái người bán hàng nữa, thì cái người đó cũng được hàng, cũng được tặng, cũng được thưởng nữa mấy bạn, chứ không có nghĩa là phải như này phải như kia. Cho nên khi mà Canavita, tại vì khi mà mình làm thật sự mấy bạn, mình muốn các bạn, cái mình muốn làm một cái giá trị thật sự đó bạn, là cái mà cái trên này muốn mấy bạn thay đổi cái cách làm của các bạn hiện tại. Cho nên trên này muốn các bạn phải đột phá, thì trên này dựa vô những cái tiêu chí đó mà trên này thưởng, trên này không tặng mà trên này thưởng cái phần thưởng của mấy bạn. Còn thưởng cái gì thì tới nơi thì tới, thì trên thưởng, nên không có muốn cho mọi người biết là trên sẽ thưởng cái gì, tại vì trên không muốn mọi người chờ trên này để trên này thưởng cái gì đó, mà trên này muốn mọi người phải tự làm một cái gì đó. Rồi các bạn, mấy bạn đừng có sợ người khác không nhìn thấy mấy bạn, trên này sẽ quan sát mấy bạn, yên tâm, mấy bạn sẽ được thưởng xứng đáng như mấy bạn làm, mang lại một cái giá trị thật sự cho chính bản thân bạn đó. Mấy bạn sẽ được thêm một cái phần quà đó nữa, quà từ công ty, rồi quà từ trên này, nó nhiều tùm lum quà. Tại vì giống như nãy mọi người nghe đó, mình có nhiều mà mình có điều kiện, cho nên mấy bạn cứ đi làm, đi làm hỗ trợ chị Thúy nè, thấy chị thương quá, đẹp gái quá. Có nghĩa là công ty mình thì mọi người biết rồi, ngoài nhân sâm mình không có gì hết đó, mọi người. Nhà có điều kiện. Nhà có điều kiện, ngoài nhân sâm ra mình không có gì hết, cho nên là mình những cái sản phẩm của mình nó chất lượng là bởi vì mình là cái người tạo ra cái sản phẩm. Mình là cái người trồng ra và mình sản xuất ra cái sản phẩm, cho nên cái tiêu chí của công ty là chất lượng là đứng lên hàng đầu. Cho nên khi mọi người có một cái sản phẩm đã chất lượng rồi và được ở phía sau có toàn bộ công ty, có rất là nhiều đội ngũ để mà cổ vận động mọi người, khuyến khích mọi người và nắm tay cho mọi người cùng đi, cùng đồng hành với mọi người, thì không sợ gì là không có làm được ha mọi người nha. Thì gán 3 tuần lễ nữa đây mấy bạn, gán 3 tuần lễ nữa trên này sẽ đưa mấy bạn ra farm để nhìn những cái người người ta hái hoa sâm như nào. Lúc đó mấy bạn nào mà cũng muốn có hoa sâm á, trên này cũng có thể là kêu những cái người hái hoa đó, hái để dành lên, rồi mình về mình chia sẻ với nhau, mình dùng mấy bạn làm mấy bạn. Trên này sẽ đưa mấy bạn ra tới vườn sâm luôn, gặp những cái người rất là có kinh nghiệm trồng sâm. Tại vì trong đó cũng có một cái anh Việt Nam, anh cũng nói được tiếng Việt, anh sẽ chia sẻ là tại sao mà sâm đem vô. Tại vì anh thấy nhiều khi cái cô Vũ cũng là một cái giáo sư đi, nhưng mà thật ra cổ không có phải là cái người trồng sâm thật sự. Thì cổ là tất cả những cái gì cổ nhìn thấy là trên khoa học này nọ, nhưng ngoài nó có những cái chi tiết khác nữa các bạn. Ví dụ như 3 tuần lễ hoặc là 2 tuần lễ giữ trong kho lạnh là để cho nó cái củ sâm á, nó săn lại. Chứ tại nhiều khi mình mua những cái sâm mà giống như của Hàn Quốc về, nó họ đào lên họ bán liền á, nó xốp xốp như củ cải. Còn tại sao sâm của mình là nó như vậy, thì mấy bạn sẽ gặp được những cái chuyên gia, những gì đó. Mình đi ra tới ruộng sâm luôn mấy bạn, sẽ đưa mấy bạn ra tới ruộng sâm, ok, trên online. Khi nào mấy bạn thật sự giỏi, đưa mấy bạn ra ruộng thực tế luôn, lên mấy cài mấy ủi thu sâm luôn các bạn. Cho nên mấy bạn phải động lực lên, phải đi làm. Vừa rồi thì chị Jenny cũng được ở bên Hiệp hội Nhân Sâm á, là nhờ chị Jenny duyệt một số người được mời qua bên Canada để mà thăm cái vườn nhân sâm ở bên đó, thăm cái farm trồng nhân sâm và thăm cái nông trại ở bên đó. Thì chị Jenny là cái người đã duyệt cái danh sách đó đó mọi người. Thì mình cũng giới thiệu thêm một chút xíu là tối thứ năm
thì sẽ có một người là đã được chị Jenny mời qua bên cái farm trồng sâm, sẽ lên đây chia sẻ với mọi người về cái hành trình chuyến đi, về những cái mà chị đã nhìn thấy ở trên, khi mà qua tận nơi, xem như là mọi người mình xem trước ha. Thì mọi người đừng quên cái Zoom ngày thứ năm nha mọi người. Và cũng cố gắng là mình sẽ làm việc không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Không vì là một người khách hàng mà mình lan tỏa thì sẽ có những cái giá trị, biết đâu được sẽ có một ngày là chị Jenny sẽ là cái người duyệt, Hiệp hội Nhân Sâm sẽ mời, hoặc là bên Canadian sẽ mời và chị Jenny sẽ là cái người duyệt. Chị Jenny lúc đó chắc chắn là sẽ duyệt vào trong cái group trước người nhà mà. Đúng, đồng đội trước mấy bạn, khi mấy bạn đồng hành 100 người còn lại ở đây thật sự là một cái rất là ý nghĩa với Jenny từ đầu tới cuối. Rất là xúc động luôn á mấy bạn, rất là xúc động luôn á. Tại vì mấy bạn ngồi, mấy bạn nghe, mấy bạn Jenny thấy có những cái tin nhắn mà thấy mình thấy xúc động. Cho nên á, cái điều đó chưa được mấy bạn làm cái gì cho chính mấy bạn nữa, Jenny còn xúc động hơn nữa. Có nghĩa là khi mà những cái gì mà Jenny chia sẻ hôm nay mà mấy bạn làm được cái gì cho chính bản thân các bạn đó, thì Jenny mới thấy tự hào là mình làm được cái gì. Hoặc là mấy bạn bây giờ thương Jenny thôi, cũng gán làm cái gì đó đi để giống như là giống như là vậy đó. Xúc động thiệt. Cảm ơn mấy bạn đang ngồi lại ở đây, còn ngồi lại tới bây giờ mấy giờ, sắp 10 giờ rồi, 100 người tính luôn trên này vẫn ngồi lại ở đây. Thực sự rất là trân trọng, rất là cảm ơn. Cảm ơn Đạt Lê, thấy ai trên màn hình trên cảm ơn nha. Tâm An, Liên, Nhung. À xin tì cho nói này xíu nữa, có một cái bạn ở bên Facebook đó mấy bạn, lúc trước trên này có tặng cho bạn đó một cái hộp sâm viên. Thì cái đợt sâm viên rồi, cái đợt 117 hộp đó mà bạn chỉ dùng hai cái viên nhân sâm, bạn mời người ta kiểu gì không biết nữa. Trên thật sự trên không biết bạn mời cái kiểu gì, nhưng mà bạn bán được 2-3 lần sản phẩm rồi mấy bạn. Mấy bạn nên hỏi cái bạn đó, chị Thúy Mai chịu là nhờ Tâm An liên hệ bạn đó. Mà bạn bán được 2-3 lần sản phẩm mà chỉ dùng có 2 viên sâm thôi. Có nghĩa là chắc bạn đó mở cái viên sâm cho người ta ngửi hay như nào không biết. Nhưng mà bạn đó phải nói như thế nào người ta mới mua được cái sản phẩm đó. Hoặc là bạn đó cũng có may mắn, nhưng bán hàng cũng có thì có may mắn. Nhưng mà 70% là do mình. Các bạn, ok. Bây giờ mấy bạn không nói gì nữa thì nói, không nói nữa trên đi. Đi ạ. Bây giờ mời lại MC nha. Hai chị em hồi nãy giờ cũng quá trời quá đất luôn rồi. Là MC rồi. Tâm An gì thấy tội quá. Nãy giờ ngồi thấy tội nghiệp, hỗ trợ chị trên này quá trời chị Thúy. Thôi trả cho Sương với Tâm An đó. Dạ rồi, cảm ơn chị Jenny và chị Thúy. Cả nhà mình cho thật nhiều bông, nhiều hoa đi cả nhà. Hôm nay đúng là cơn mưa quà tặng luôn, cảm ơn các anh chị. À, và như vậy thì các anh chị thấy hồi nãy giờ đó, chị Thúy, chị Jenny đã nói là tất cả công ty đã tạo điều kiện cho mình hết rồi các anh chị. Bây giờ các anh chị chỉ việc là sao mình đứng lên và mình hành động thôi. Thực ra đó là nếu như mà bây giờ mình chỉ ngồi ở nhà không, mình không vượt qua khỏi cái vùng an toàn thì không biết bao giờ mình bán hàng nữa các anh chị. Và cái cơ hội của 90 ngày thì để cho mình tốc chiến. Mình ngoài ra những cái giải thưởng của bên chỗ Zenlin của Canadian Vita, là của chỗ chị Jenny và thêm của Seo Hiếu Trần nữa nha các anh chị. Nên là các anh chị mình là những cái phần quà rất là lớn luôn. Ngoài cái danh số mà các anh chị được từ cái 90 ngày của Ruby rồi của Canadian Vita, và các anh chị đã có được những cái trao giá trị đến cho khách hàng. Nếu như bây giờ mình đi một cái sản phẩm mà chiến lược là người ta tin tưởng thì các anh chị có thể bán cả thế giới luôn các anh chị. Thì ở trong đây có một số câu hỏi, hồi nãy có một số câu hỏi ha. Nhưng mà Sương thấy có một cái câu hỏi là như thế này. Để có chị Jenny ở đây, là chị là cái người mà trồng nhân sâm, rồi mình có nhà máy sản xuất luôn, để mà chị sẽ giải thích cho các anh chị mình là tại sao mà bên Canada người ta lại không có bỏ ra một cái chi phí mà để đóng gói đó, mình phải mua những cái nhỏ nhỏ nhỏ. Mà bây giờ ví dụ như hồi nãy là chị Phương Anh, chị Điệp Phùng, là mình được tặng cái hũ sâm bột đó các anh chị. Cái hũ sâm bột đó là Sương cũng có, nhưng mà bây giờ Sương chưa ra cầm đây. Là 150 gram nha các anh chị. Một hũ là 150 gram với giá là 1,8 triệu. Mà người ta không lại chia nhỏ 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 ra. Hoặc là một cái hũ sâm viên for men, là dành cho sinh lý nam á các anh chị. Thì một cái hộp, một cái hũ đó là 60 viên, giá 1,690 triệu.
mà người ta không chia nhỏ nhỏ ra, thì cái chỗ này có gì là em nhờ chị Jenny giải thích luôn để cho các anh chị trong Zoom mình hiểu rõ chỗ này cái ha chị ha. Rồi mời chị Jenny ạ. Ủa xin tìm mới thì em hỏi chị cái gì vậy Sương? Hồi nãy là có một bạn hỏi vậy nè, một bạn nói là khách hàng thích là mình chia nhỏ nhỏ ra chị. Chia nhỏ nhỏ ra một cái hũ sâm khoảng 300 ngàn hay 400 ngàn á, thì mình sẽ bán cho nó dễ hơn. Thì hôm trước em nghe chị nói là bên Canada đó là người ta rất là ngại mình phải trả cho cái tiền chi phí đóng hộp á chị, nên nó là một cái hũ sâm mật ong là 500 gram. Rồi cái hũ sâm bột người ta phải làm 150 gram, chứ mà người ta không có chia ra nó nhỏ 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 vậy thì phải tốn cái tiền chi phí để đóng bao bì á chị. Đó nên là bạn đúng rồi đó chị. Dạ. Đúng rồi, tại vì khi mấy bạn mua càng nhiều thì cái giá thành nó càng rẻ. Với lại ở người ở bên nước ngoài nè mấy bạn, ví dụ như ở bên đây nè, trên này bán cái sâm này nè, là mình không có cần cái hộp ngoài như vậy, mình chỉ cần bán cái hộp ở trong thôi. Cái này không phải sâm, cái này là nhung hưu nhân sâm, chưa có trong Việt Nam. Có nghĩa là bên đây á, người ta chỉ mua cái hộp vậy thôi. Tại vì khi mà mình bỏ vô cái lọ này nữa là khách hàng họ lại biết là họ phải trả thêm tiền cho cái sản, cho cái bao bì này nữa. Tại vì cái giá cuối cùng, cái giá thành của sản phẩm ở đâu? Là nó từ những cái cost này mà ra, nó từ những cái sản phẩm này cộng vô để ra được cái giá thành. Cho nên cái khách hàng ở nước ngoài đó, họ kiểu như họ có hơi trình độ xíu, thì họ biết là cái hộp càng cao, cái hộp càng đẹp thì cái giá thành nó càng cao, thì họ phải trả thêm tiền cho cái hộp đó. Nhưng mà tại vì bên Việt Nam mình thì có cái nhu cầu là tặng quà, còn kiểu như là phải cầm đi phải cho nó đẹp, nhưng mà cái giá trị thật sự nó thiệt. Cái này mình chia sẻ thật, chia sẻ cái này xong rồi có thể chị Thúy sẽ la là tại vì mày nói vậy rồi sao tao bán được hộp xong. Nhưng mà mình nói là nghe thì mấy bạn hỏi cho mình chia sẻ, thì tại vì cái củ hay cái hộp gì cái xong nó giá trị giống nhau thôi mấy bạn, giá trị nó giống nhau thôi, tùy theo cái nhu cầu của khách hàng mà mình lựa chọn cái sản phẩm mình bán. Không biết nãy Sương hỏi gì chị trả lời có đúng câu hỏi không? Dạ đúng rồi đó chị. Dạ dạ. Hơi bị. Nghĩa là những cái sản phẩm mà khi mà nguyên chất á, thì cái giá bao giờ nó cũng khác hơn là những cái sản phẩm mà đã được bào chế ra thêm những cái thành phần phần khác mọi người. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là khi mà mình phải chia nhỏ ra đồng nghĩa với việc mình phải trả thêm những cái tiền về chi phí đóng gói, chi phí chai lọ, ví dụ như hộp mật ong nhân sâm này 1,1 triệu, thì nếu mà mình chia ra đôi làm đôi á thì giá nó chỉ có 550 ngàn, nhưng mà khi chia ra làm đôi chắc chắn người ta phải bán 700, chứ người ta sẽ không bán 550 ngàn, bởi vì người ta sẽ tính cái tiền cái chai lọ này rồi cái hộp đồ bên ngoài. Cho nên một cái sản phẩm thường ở trong công ty sẽ làm những cái sản phẩm rất là tiện lợi, mình sẽ sử dụng được trong một tháng. Như là cái hộp sâm viên này thì mình cũng sử dụng được trong một tháng. Và cái hộp mật ong này thì mình cũng nên sử dụng trong một tháng. Thì nó sẽ có hiệu quả. Thật ra khi công ty làm bất kỳ một cái sản phẩm gì là cũng rất là suy nghĩ tới cái người tiêu dùng mấy bạn. Thật sự rất là nghĩ tới người tiêu dùng. Đơn giản cái này thôi. Ví dụ như bây giờ cái hộp mật ong nhỏ xíu à, mấy bạn dùng rồi nó sẽ hết, rồi các bạn sẽ mua. Mà nếu các bạn không mua lại, ví dụ như bây giờ cái hộp đó là 250 gram đi, mà các bạn dùng hết cái đó mà các bạn không mua lại thì thật sự nó cũng không có mang lại cái hiệu quả lâu dài cho các bạn. Thì thôi gì mình phải làm sao cho cái người đó họ mua luôn 500 gram để họ dùng. Thứ nhất là phải thật sự mang lại cái hiệu quả lâu dài, chứ nhân sâm mà mấy bạn dùng 10 bữa nửa tháng mấy bạn nghĩ nó cũng sẽ không có mang lại được cái gì cho bạn. Cho nên công ty khi làm ra một cái sản phẩm, bất kỳ một cái sản phẩm nào, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ tới là khách hàng, tiện lợi cho khách hàng. Mấy bạn biết tại nhiều người ta hỏi tại sao mà không đóng cái bột nhân sâm trong một cái hộp nó sang trọng hơn bột sâm á, là tại sao? Mấy bạn biết không, một cái hộp hiện tại nếu mà chị Thúy đang đóng trong cái hộp đó 150 gram mà chị Thúy đang bán 1,8 triệu, cũng là 150 gram đó. Nếu mà trên này thật sự làm một cái bao bì đẹp rất là dễ mấy bạn, nhưng mà khi trên này làm một cái bao bì đẹp, cái hộp đó phải là 2,8 triệu. Mấy bạn trả tiền cho gì? Trả tiền cho cái sự sang trọng của phía bề ngoài, mà cái giá trị thật sự nó bằng nhau. Mà thêm một cái này nữa, mấy bạn nghĩ tới cái những người làm ra cái hộp bao bì, là mấy bạn ở trong công ty này rất là suy nghĩ cho khách hàng luôn. Có nghĩa là một cái hộp như vậy đó,
có thể đựng trong cái túi nó cũng được nữa, hoặc là đựng trong cái gì cũng được nữa. Khách hàng Canada hiện tại là không mua trong hộp mà là mua trong túi luôn các bạn, có nghĩa là họ muốn dùng như vậy luôn, họ mua cái túi 227 gram luôn chứ không phải là 150 gram nữa. Mà các bạn, khi mà người ta làm đó là người ta rất là để cho cái người tiêu dùng, ví dụ như bây giờ bạn xài hết cái hộp này rồi, thank you chị Thí, thank you chị, khi người ta xài hết cái hộp bột hoặc hết cái hộp xâm lát thì cái nhà sản xuất á, bên chỗ công ty á, họ không muốn bạn dục cái này đi, họ muốn làm cho nó nhìn cho nó đàng hoàng, cho nó ok, cho nó làm sao để cho mấy bạn á, mà nó không có bị xa xỉ quá, để cho các bạn có thể ở nhà đựng đường, đựng nước mắm, đựng bột ngọt, đựng cái gì luôn. Có nghĩa là mình tiện dụng, mình nghĩ tới cái người khách hàng mình như vậy luôn. Tại cái này mấy bạn đựng 5, 10 năm, 20 năm nó cũng đâu có sao đó, mà nó vẫn đẹp để cho mấy bạn dùng, mà nó vẫn sạch sẽ trong cái bếp của mình, trong bếp mình. Bây giờ mấy bạn cứ sưu tầm đi 5-7 lọ cho trên này, cái đựng tiêu, muối, đường, bột ngọt cho trên này. Cái đó là lúc mà công ty làm là công ty có nghĩ tới cái chuyện đó luôn đó, là có nghĩa là mình rất là nghĩ tới khách hàng. Cho tại sao mà mấy bạn biết là mình đi sao, nhưng mà mình ở lại trong lòng khách hàng. Cho nên mấy bạn đừng có sợ là công ty kia làm trước, công ty đã có cái gì rồi, công ty kia nó cho quá trời nhiều quà tặng. Mấy bạn đừng có nghĩ tới cái chuyện đó, mấy bạn cứ làm giá trị đi. Đó, là mấy bạn sẽ được cái gì đó. Là nó nghĩ rồi mà sao vẫn cứ nói hoài à, thiệt là tình đó. Người ta chút nữa người ta còn họp nữa nè. Dạ rồi, thôi em rất là cảm ơn chị Jenny và chị Thúy. Thì bây giờ đó là thời gian cũng trễ rồi hả các anh chị. Thì có những câu hỏi gì á thì hôm nay các anh chị mình đã điền form hết ha. Thì cái 227 gram đó thì hồi nãy á, chị Jenny với chị Thúy nói các anh chị đó là mình sẽ đi thực chiến đi các anh chị. À, đi thực chiến có nghĩa là bản thân các anh chị không phải đem ra quán cà phê hay là mình phải đi ra chợ. Cái sản phẩm của mình là sản phẩm tiếng vua nha các anh chị. Mình phải đặt nó ở cái vị trí là gọi là tầm trung cao. À, các anh chị đừng có đem ra, thật sự là Sương thấy cái thời gian hồi trước Sương cũng đi thực chiến các anh chị. Đó, nên là bây giờ Sương rút ra một cái điều như thế này đây nè. À, các anh chị mình thấy là khi mà người ta nói xăm nhung quế phụ, à, thì cái nơi nào mà các anh chị có thể là bán được nhiều nhất, mà các anh chị comment dùm Sương thử đi các anh chị. Cũng hết thời gian rồi nhưng mà Sương hơi nhiều chuyện chút xíu. À, các anh chị mình sẽ bán ở đâu các anh chị? Đầu tiên á, là bản thân mình sẽ là người trải nghiệm. Tại vì bản thân mình sản phẩm của sản phẩm ha các anh chị. Mình phải yêu sản phẩm mình mới kinh doanh được nha các anh chị. À, bệnh viện. Còn nếu như mà các anh chị mà với tâm thế là mình thấy bạn đi kinh doanh cái sản phẩm đó thì mình cũng đi kinh doanh. Hôm nay á, là mình nghe cái Zoom á, là có quà tặng như cơn mưa gì đó thì mình cũng vào mình nghe. Nhưng mà mấy bữa trước mình không nghe thì mình cũng không hiểu được cái gì hết các anh chị. Nên nếu như một khi các anh chị mình đã quyết đi với cái dòng sản phẩm bên sức khỏe và đặc biệt là cái line hàng của Sam Canadian Vita, Sam Nhung Quế Phụ thì người ta đã quý rồi, người ta đã nói á, là có những cái nhà nghiên cứu mình không cần phải giải thích gì thêm hết. Và đặc biệt là một cái đất nước G7 ha, không biết phải là G7 không, của Canada đó. À, thì mình không cần phải cân nhắc, ha, mình cũng không cần phải giáo dục người dân là anh ơi xài cái sản phẩm này đi made in Canada. Và tự dưng là người ta phải biết, tại vì bữa Sương cũng nghe chị Jenny nói á, là chính phủ của Canada đó, là dù các anh chị á, là ăn rau, ha, các anh chị trồng rau gì á, thì tất cả những cái thuốc hay là cái gì mà liên quan tới bón cho rau thôi các anh chị là chính phủ người ta cũng đã phải kiểm tra nghiêm ngặt rồi. À, huống chi á, và là về nhân sâm thì tất cả những cái điều kiện mà nuôi trồng nè rồi đóng gói là tất cả đều kiểm định nghiêm ngặt hết. À, Sương nói như vậy thì các anh chị mình thấy là một cái sản phẩm của Made in Canada, à, là một cái đất nước mà người ta gọi là cái mức sống cao á, thì mình không cần phải giáo dục người dân là anh ơi cái này nó tốt cái kia tốt. Mà bây giờ nhiệm vụ của các anh chị là mình sẽ sử dụng một cái túi sâm 227 gram đó. À, các anh chị sẽ lên một cái danh sách dùm cho Sương, à, là các anh chị sẽ tiếp cận khoảng 10 người và trong đó là những người mà người ta sẽ có liên quan đến tiểu đường nè, à, tim mạch nè, cao huyết áp, à, và khó ngủ nha các anh chị. Tại vì á, Sương thấy á, là cỡ cái tuổi như ba má Sương, à, là 60, 70, ba má Sương là 70 đó, thì ba má Sương là hồi trước á, là có cái tình trạng là hay đi tiểu đêm á. À, nhưng mà từ khi mình dùng sâm á, thì hạn chế được cái tình trạng đi tiểu đêm với ngủ là sâu, không có trằn trọc nữa. À, còn bản thân Sương là Sương thấy rõ nhất luôn. Hồi trước mình hay đi dạy, mình hay bị căng thẳng, mình hay bị mệt lắm, hay bị đau đầu lắm. Nhưng mà từ khi dùng sâm thì cái trường hợp đó mình không thấy luôn nữa. À, mình khi mà mình mệt, mình nằm ra là mình ngủ buổi trưa, ngủ rất là sâu, chừng khoảng 15 phút thôi. Là mình dậy mình thấy mình khỏe hẳn các anh chị.
đó, nên nó là cái người bị tiểu đường, cô chồng Sương là bị tiểu đường nè, nhưng mà tất cả những cái chế phẩm á, thì cô không có dùng. Cô thích dùng sâm, nó là sâm lát hoặc sâm củ khô. Hồi trước là cô dùng sâm củ khô, thì sau này có cái sâm lát thì cô cứ hãm trà uống từ sáng cho đến trưa đó, mình uống xong rồi cái xác đó mình nhai luôn, thì cái lượng đường trong máu của cô là giảm hẳn luôn các anh chị. Nên là mình sẽ tìm đúng những cái đối tượng mà người ta có những cái bệnh nền, và thường các anh chị thấy là khoảng 40-50 trở lên là có rất nhiều rồi cái trường hợp đó. Và giống như chị Danny nói là mình cũng không cần phải mà năn nỉ anh ơi tôi phải tặng cái này cho anh, mà các anh chị phải tìm đúng đối tượng người ta đang cần cái sản phẩm đó, và người ta giải quyết đó, là người ta khỏe, chứ không phải với tâm thế là mình cho người ta không dùng thì nó rất là phí luôn các anh chị. Nên mình lên kế hoạch là khoảng 5 người, 10 người đó, rồi người ta dùng trong khoảng cái thời gian là khoảng 2 tuần ha gì đó. Sương thấy lâu dài nhất là khoảng 2 tuần, chứ còn thực ra là mình dùng 1 tuần là mình cũng thấy cải thiện rồi các anh chị. Sau 2 tuần đó các anh chị quay lại, và Sương thấy là cái giải thưởng của chị Thúy với bên của chị Jenny nó rất là cao luôn. Hồi trưa Sương dành Sương còn thấy là 600 đô, các anh chị thấy 600 đô không, rồi còn thêm quà tặng nữa, rất là nhiều luôn. Nên là bây giờ mà Sương nói là đi Canada ha các anh chị, nhưng biết đâu chừng cái lời nói đó lại là có thiệt. Rồi và như vậy thì buổi sáng mai là cũng có một cái Zoom 5 AM ha, nên Sương mời các anh chị mình là sáng mai truyền thông đồng đội vào nha. Hôm nay thì Sương cũng rất là cảm ơn chị Jenny ha, cỡ giờ này là chị vẫn còn ngồi đây, chị nói là có một cái cuộc họp gì đó. Rồi cảm ơn chị Thúy, cảm ơn Tâm An, cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Handmade, của chị Điệp Phùng và chị Phương Anh ha, và các anh chị em mình đã yêu quý Sam Canadian Vita. Rồi chúc cả nhà mình ngủ ngon ha. Rồi cảm ơn cả nhà, không có muốn chia tay luôn đó cả nhà, nhưng mà bên đây là ban ngày mấy bạn ơi. Ngày mai chị này phải quay đi đó. Rồi em chia tay mọi người, rồi hẹn gặp lại tuần sau đó chị Linh này ở Việt Nam nha, nhớ offline cho em nha. Anh chị bật mic lên chào nha cả nhà mình đi ạ. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cảm ơn chị. Chào.